Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay chắc là mọi người bận rộn quá phải không ạ? Mọi người ở trong Zoom cũng nghe, bắt đầu nghe nghe nói được chưa ạ, các anh chị? Các anh chị nghe rõ thì anh chị comment yes giúp nhà nhé. Ok. Rồi. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các anh chị một cái sản phẩm nữa của bên phía Camley Group của mình ha. Đây là một cái sản phẩm mà đang có rất là dễ bán, và bên US Home thì rất là mạnh cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này á, mình sẽ gọi đó là một cái sản phẩm đầu tư vào khu căn hộ ha, với một cái suất đầu tư là từ 150.000 đô trở lên. Nếu mà ai có nhu cầu mà đầu tư dưới 150.000 thì mình vẫn có thể hỗ trợ khách hàng được ha. Ở đây thì chúng ta đang có chị Lan Thanh là đã đầu tư kênh US Home rồi này, kênh và đầu tư vào khu căn hộ này rồi này. Chị Lan Thanh là đầu tư vào dự án thứ hai rồi đúng không? Dạ, dự án đầu tiên là Sun Group đúng không ạ? Sun Group của chị Thanh này chỉ có đầu tư trong vòng 18 tháng thôi thì lợi nhuận là 32% đúng không chị? 32% là tương đương với 20% một năm đó. Đầu tư 100 ngàn thì chúng ta sẽ có 20 ngàn sau 18 tháng. Thì đây là một cái mô hình rất là vượt trội cả về cái tính linh hoạt, số tiền đầu tư cũng như là cái cách thức mà bên phía đối tác của chúng ta là Western Capital họ vận hành. Thì hôm nay thì nhà sẽ giúp cho các anh chị đi sâu hiểu về cái sản phẩm này để chúng ta có thể đem cái sản phẩm giới thiệu cho các khách hàng nó sẽ dễ hơn với việc mua nhà mua cửa ha. Và dễ hơn nữa so với cái sản phẩm EB5. Nếu như là EB5 thì chúng ta phải bỏ ra số tiền là 1 triệu đô để có được cái thẻ xanh. Anh Trung ơi, anh giúp em nhắc mấy anh chị ở trong này đấy. Còn mua nhà thì chúng ta cũng cần phải có một cái khoản tiền là từ 200 cho đến 300 ngàn đô trở lên thì mới có thể mua nhà để cho thuê được. Còn với cái sản phẩm mà đầu tư vào khu căn hộ cho thuê này á, đầu tư vào khu căn hộ thì cái số tiền đầu tư nó chỉ từ 150.000 đô trở lên thôi. Đó, rất là dễ bán. Đó. Rồi. Thì hôm nay em sẽ đi giới thiệu những cái nội dung như sau đây để giúp cho các anh chị hiểu về cái sản phẩm và cái quá trình đầu tư của một dự án khu căn hộ ra diễn sẽ diễn ra như sau ha. Ở đây có anh chị nào đã tham gia các cái buổi hội thảo về giới thiệu khu đầu tư vào mô hình khu căn hộ của bên Camry Group chưa nhỉ? Do bên US Home phụ trách chính nhé. Anh có anh chị nào đã tham gia các cái buổi hội thảo trực tuyến chưa? Anh chị nào có tham gia rồi thì comment giúp nhà nhé. Ok, anh Tú có này. Anh Tú có rồi này. Còn ai nữa không? Ai đã từng nghe về cái đầu tư vào mô hình khu căn hộ này chưa? Trong văn phòng thì có chị Lăng Thanh thì đã đầu tư này. Nhà biết là hình như là có anh Bình cũng đã đầu tư rồi đúng không ạ? Anh Lê Trung Bình đã đầu tư. Chị Lăng Thanh là cái dự án thứ hai của chị là dự án nào ạ? Villa Villa de Azur ở Phoenix đúng không? Đúng ở Phoenix luôn. Anh Phương Bình rồi. Ok. Vậy thì cái này nó khá là mới cho các anh chị ha. Vậy thì nhà sẽ giới thiệu và anh chị chưa rõ cái phần nào thì các anh chị có thể hỏi luôn để nhà hỗ trợ các anh chị ha. Rồi, đầu tiên thì nhà sẽ giới thiệu về tổng quan về các cái thông tin cơ bản về sức hút cái mô hình đầu tư vào khu căn hộ tại nước Mỹ. Tại sao mà cái mô hình này lại có được sức hút với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến như vậy, và đặc biệt là các nhà đầu tư mà US Home hỗ trợ đó là hiện nay cũng đã lên tới gần 300 nhà đầu tư với hơn 30 triệu đô đã được huy động từ cuối năm 2017 đến nay. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ đi sâu vào cái công thức thành công của đối tác của chúng ta,
là chính là Western World Capital. Ha? Trên thị trường trường thì có rất là nhiều các cái công ty mà người ta kinh doanh về cái mô hình khu căn hộ này, nhưng mà đối tác chính của chúng ta là Western World Capital, và chúng ta cũng là đơn vị gọi là độc quyền, phân phối độc quyền của họ tại thị trường Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ đi sâu với khi mà chúng ta đầu tư vào cái một cái dự án cùng Western World Capital như vậy, thì cái vai trò của các nhà đầu tư như thế nào đối với dự án đó, và vai trò của Western World sẽ như thế nào ha? Cái phân bổ lợi nhuận khi mà đầu tư như vậy thì các nhà đầu tư sẽ nhận được những cái lợi nhuận như thế nào đó. Và cái quy trình đầu tư, các cái lợi thế nếu mà chúng ta đầu tư vào cái khu căn hộ này thì chúng ta sẽ có những cái lợi thế gì. Ok, thứ nhất này, em muốn giúp cho các anh chị hình dung tổng quan về cái thị trường đầu tư vào khu căn hộ tại Mỹ ha. Thì cái đây được gọi là một cái mô hình con gà để trứng vàng và được thu hút được rất là nhiều các nhà đầu tư. Anh chị hình dung là khi mà đầu tư bất động sản thì nó sẽ có rất là nhiều cái loại hình đúng không? Ví dụ như là chúng ta đầu tư vào khách sạn này, ha, chúng ta đầu tư vào để mà đầu tư nhà để cho thuê, hoặc là chúng ta đầu tư vào các khu vực shopping mall để mà cho thuê được ha. Nhưng mà đối với cái kênh đầu tư này thì anh chị lưu ý giúp em, đây là đầu tư để sinh lời thôi nha, chứ không phải đầu tư để lấy thẻ xanh. Ok, thẻ xanh là EB-5, còn cái đầu tư này chỉ là sinh lợi thôi, sinh lợi nhuận thôi. Chúng ta có thể giúp cho khách hàng chúng ta đầu tư 50.000, 100.000 đô, 200.000 đô vào các cái khu căn hộ tại Hoa Kỳ. Ok, rồi thì đây được coi là một cái mô hình mà thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Bởi vì cái lợi nhuận mà nó đem lại á, trung bình á, lợi nhuận từ cái việc cho thuê á, thì nó vào từ 5,5 cho đến 7-8% một năm. Nó còn cao hơn cả cái việc mà lợi nhuận từ khách sạn hay là lợi nhuận từ các cái khu vực shopping mall. Thế là so với các cái sản phẩm bất động sản thương mại á, thì nó có cái tỷ suất lợi nhuận vượt trội hơn và có cái sự ổn định. Chỉ từ năm 2009 cho đến 2019 thôi thì cái tổng cái số vốn mà thị trường thu hút được á, thị trường tại Mỹ thu hút được á, nó tăng lên gấp 10 lần. 2009 thì chỉ có thu hút được 18 tỷ đô la Mỹ thôi. Hả? Tiền đầu tư từ các nhà đầu tư vào cái mô hình khu căn hộ này. Nhưng mà đến năm 2019 thì cái số này nó đã lên là 180 tỷ đô rồi. Cái GDP của Việt Nam mình là khoảng gần 300 tỷ đô la Mỹ, thì cái này nó là 180. Riêng một cái ngành về đầu tư khu căn hộ thôi nó cũng đã gần như là 60-70% cái tổng sản lượng sản phẩm của Việt Nam rồi. Và đây là cái biểu đồ thống kê về cái số tiền mà các nhà đầu tư quốc tế đổ vào cái mô hình khu căn hộ tại Mỹ ha. Thì nó lên tới có những năm thì lên tới cả 15, gần 15 tỷ đô. Và ở năm 2019 thì cái thu hút là khoảng 10 tỷ đô la Mỹ về cái khoản tiền này. Thì cái này nó tương đương với cái lượng kiều hối của Việt Nam mình đó. Năm ngoái, năm vừa rồi thì thống kê là Việt Nam mình có cái lượng kiều hối gửi về trong nước là 16 tỷ đô đó. Thì cái số tiền mà các nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào khu căn hộ tại Mỹ nó cũng tương đương với cái số tiền đó. Ok, vậy thì tại sao lại người ta lại chọn là đầu tư vào các cái khu căn hộ này ha? Thứ nhất là cái nguồn lợi nhuận thu nhập ổn định, bởi vì cái tỷ lệ mà người Mỹ người ta có cái văn hóa là đi thuê nhà để ở ha? Người ta đi từ cái bang này sang bang khác, cho nên là ít người mà có cái sự sở hữu nhà lắm. Thường là người châu Á của mình thì có cái thói quen là sở hữu nhà thì người ta có thể mua, nhưng mà người phương Tây á, thì người ta có cái đi lại giữa các bang và di chuyển công việc nhiều, cho nên người ta thường là người ta thuê nhà để ở. Thì theo cái thống kê thì trong vòng 30 năm trở lại đây á, thì cái tỷ lệ cho thuê của tất cả các cái khu căn hộ tại Mỹ á, nó lên tới là 95%. Đó là tỷ lệ cho thuê rất là cao ha.
Thì khi mà đầu tư vào đây thì cái nguồn thu nhập nó rất là ổn định, nó không có bị ảnh hưởng nhiều giống như là các cái ngành khác như là khách sạn chẳng hạn. Như cái Covid vừa qua thì đúng là cái ngành khách sạn là gặp rất là nhiều khó khăn, có khi cái tỷ lệ thuê phòng nó chỉ được 30-40% thôi, nhưng mà đối với cái ngành này thì cái tỷ lệ nguồn lợi nhuận rất là ổn định nha. Em nói những cái này để mà chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta lại giúp cho khách hàng đầu tư vào mô hình khu căn hộ mà không phải là các cái mô hình các khác. Tất nhiên là chúng ta cũng hỗ trợ khách hàng mua nhà để cho thuê, nhưng nếu như là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ phân bổ cái các cái kênh đầu tư khác nhau chứ không có đổ dồn vào một cái kênh đầu tư nhất định ha. Thì do vậy mà khi mà chúng ta tư vấn thì chúng ta cần phải làm nổi bật được cái ưu điểm, cái ưu việt của cái mô hình này. Rồi, ngoài ra thì nếu như khi mà đầu tư vào các cái khu căn hộ này á, thì các cái chủ đầu tư người ta được tiếp cận với cái nguồn vốn vay ngân hàng rất là dễ dàng. Có khi nó lên tới khi mà mua một cái khu căn hộ nào đó thì nó có thể cái ngân hàng có thể support hỗ trợ là lên tới 70% cái vốn. Ví dụ mua một cái khu căn hộ đấy là 20 triệu đô thì ngân hàng có thể cho anh chị vay đến 14 triệu đô là thì vốn còn lại là sẽ tập trung vào huy động từ 6 triệu đô còn lại là huy động từ các nhà đầu tư thôi ha. Rất là dễ dàng. Và ngoài ra đầu tư vào những cái mô hình khu căn hộ mà những cái khu căn hộ mà nó đã cũ rồi và mình mua lại để mà mình sang sửa và mình vận hành mới lại á, thì nó cho phép cái việc mà gia tăng giá trị rất là nhanh chóng. Ví dụ mua một cái khu căn hộ cũ là 10 triệu đô thôi, nhưng mà tôi có thể cải tiến, thay đổi cái cách quản lý, thay đổi sang sửa lại và nâng cấp sửa chữa lên thì làm gia tăng cái giá trị có khi lên tới 15 20 triệu đô là chuyện bình thường, hàng tăng lên gấp rưỡi gấp đôi. Thì đó là những cái ưu điểm khi mà chúng ta đầu tư vào các cái mô hình khu căn hộ. Chút xíu nữa em sẽ cho các anh chị xem những cái hình ảnh mô hình khu căn hộ tại Mỹ ha, nó gọi là multi-family. Nó khác với cái apartment của Việt Nam mình. Apartment của Việt Nam thì nó thường là những cái tòa nhà building cao lên, nhưng mà multi family thì là những cái block, những cái nhà mà có thể là một cái nhà đó là có phải 2-3 phòng thì nó quây vào với nhau là một cái quần thể giống như dạng sân vườn, thì có rất là nhiều các tiện ích như là bể bơi, sân cái chỗ phơi đồ chung này, hoặc là sân tennis chung chẳng hạn. Đấy là những cái dịch vụ nó gần như là đầy đủ, rất là sang trọng, cũng cũng nhiều cái loại khác nhau nhưng mà hầu hết thì rất là tiện nghi. Và đặc biệt là đối với cái mô hình này thì họ sử dụng cái gọi là cái refinance, tức là cái gọi là tái cấp vốn từ phía ngân hàng, nó rất là dễ dàng. Do vậy mà cái việc thoái vốn rất là nhanh. Cái dự án của chị Lan Thanh mình chưa kịp thoái vốn thì đã bán rồi đúng không ạ? Ok, thì có những cái hình thức nào để chúng ta sở hữu một cái mô hình khu căn hộ khác? Thì thứ nhất là có thể là sở hữu riêng của mình. Ví dụ anh chị nào mà giỏi về vận hành ở một cái khu căn hộ nào đó và có cái tài chính tốt khoảng 2-3 triệu đô thôi là cũng có một cái khu căn hộ khoảng 7-8 unit rồi, thì chúng ta cũng có thể mua riêng những cái khu căn hộ này. Thì US Home cùng với bên Camlin Group cũng có thể hỗ trợ những cái khách hàng, và đặc biệt những anh chị nào mà muốn mà mua để vận hành riêng á, thì chúng ta vẫn có thể mua giúp cho khách hàng mua được ha, mua những cái khu căn hộ đó với cái giá khoảng 2-3 triệu đô cũng có ha. Còn nếu như là những cái khu căn hộ nào mà nó giá trị nó lớn thì chúng ta có thể góp vốn vào để chung với nhau. Nhưng mà hầu hết thì trong cái quá trình mà nhà tư vấn ấy, thì hơn 3 năm rồi thì nhà thấy là hầu hết là các khách hàng hướng tới là việc thông qua các cái quỹ đầu tư để mà tránh những cái việc như là trực tiếp tham gia quản lý. Mình chỉ cần đầu tư góp vốn thôi, mình sở hữu cổ phần trong đó và có những cái đơn vị người ta vận hành cho mình. Thì cái đơn vị vận hành ở đây có thể là Western World Capital hoặc là những cái đơn vị khác, nhưng mà hiện nay thì bên phía chúng ta Camlin Group thì đang làm với Western World Capital ha. Thì cái lợi ích mà khi mà chúng ta đầu tư
vào các cái quỹ này á, thì nó sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể đầu tư được vào nhiều các cái bất động sản khác nhau. Em lấy ví dụ như là chị Lan Thanh có 500.000 đô chẳng hạn, thì chị Lan Thanh có thể đầu tư 100.000 đô vào một cái dự án ở Phoenix, và chị Lan Thanh cũng có thể đầu tư vào một cái dự án khác ở Dallas của Washington Capital, đúng không ạ? Chúng ta cũng không có nhất thiết là bỏ 500.000 vào một cái dự án ha, bởi vì mỗi một suất đầu tư của họ là có thể là từ 100.000 đô. Thế nên là chúng ta cho phép là chúng ta có thể đầu tư được nhiều dự án ha. Thứ hai nữa là nếu như đầu tư thông qua các cái công ty chuyên nghiệp như vậy thì họ sẽ có vai trò quản lý cái dự án vận hành cho chúng ta, và chúng ta không cần phải tham gia trực tiếp. Có nhiều anh chị thì mua nhà cho thuê đúng không, thì chúng ta có thể là phải trực tiếp tham gia để mà quản lý cái nhà đó. Hoặc nếu anh chị có anh chị chưa có điều kiện thì anh chị có thể thuê người ta quản lý, nhưng mà hầu hết thì vẫn phải làm việc với những cái người mà người ta đi thuê. Cho nên là nhiều anh chị nào mà người ta không có nhiều thời gian thì chúng ta có thể ủy thác cho những cái công ty chuyên nghiệp như vậy, để có thể mình chỉ cần bỏ vốn thôi, mình có vai trò là sở hữu cổ phần và họ sẽ là người đóng vai trò là điều hành cho cái khoản đầu tư của mình. Và tất nhiên rồi, khi đầu tư vào cái dự án mô hình khu căn hộ đó thì chúng ta sẽ được ưu tiên nhận vốn trước khi mà họ có được bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Và cái tỷ lệ ăn chia sau khi bán ấy, cái lợi nhuận sau cùng á, là 35% sẽ là của các cái quỹ này, của các cái công ty này, và 65% là các nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đầu tư này. Thì giống như cái dự án của chị Lan Thanh chẳng hạn, thì khi mà bán ra thì chị Lan Thanh và các nhà đầu tư sẽ nhận được 65% cái lợi nhuận từ dự án, còn bên phía Western Wealth thì họ sẽ nhận được 35%. Ví dụ lời 10 triệu đô, các nhà đầu tư sẽ được 65%, chị Lan Thanh được nhận 1% cổ phần ở đó chẳng hạn, thì chị Lan Thanh sẽ được 65.000 đô cái phần lợi nhuận, đúng không ạ? Còn lại là 33,5 triệu đô là bên quỹ người ta sẽ được nhận cái khoản đó. Giống như anh chị hình dung ra là mình đã ủy thác cho cái quỹ đó, đúng không ạ? Ở Việt Nam mình có anh chị nào ở đây mà mua nhà rồi sang sửa lại rồi thiết kế lại rồi cho thuê không ạ? Giống như kiểu mô hình khu căn hộ mini đó. À, chị Hương ạ. Chị Hương có thể chia sẻ là chị mua cái đó thì như thế nào không, và chị vận hành nó ra sao không? Chị kỹ thì chị mua rồi chị xay sửa, chị cho mướn vậy thôi. Rồi ví dụ như mà cái căn nào mà cho thuê lại được thì cho mình cho thuê nguyên căn. Thì ví dụ căn nào mà mình không thích làm đó thì mình cho cho thuê lại căn hộ mini đúng không? Dạ. Thường là một cái nhà đó thì chị làm được mấy cái căn hộ ạ? Nhà thì chị làm được khoảng 10 mấy căn trong đó đúng không ạ? Và cái mô hình này thì nó cũng tương tự như cái mô hình mà giống như là chị Hương đang nói, đang chia sẻ đó, nhưng mà nó sẽ có cái quy mô lớn hơn ha. Quy mô của nó thì ở mình thì có thể là 10 mấy căn hộ, nhưng mà các cái quy mô của các khu căn hộ này có lên tới là vài trăm căn hộ, từ 200 cho đến 300 căn hộ. Thì nó cũng tương tự giống như cái mô hình mà chúng ta quen ở đây ở Việt Nam á, là mua rồi sang sửa rồi cho thuê, nhưng mà cái vốn nó cũng sẽ lớn đúng không chị Yên Hương? Vốn của nó cũng em nghĩ cũng phải từ vài tỷ đến chục tỷ trở lên ha, để mà mua được những căn hộ đó. Vài tỷ không được đúng không? Đó, vài tỷ không được nhé các anh chị. Như vậy thì nếu mà chúng ta có một cái khoản tiền nó vừa phải thôi thì chúng ta nên góp vốn vào những cái hình thức giống như là ở đây Washington Capital, để mà mình có cái cơ hội học thêm về cái cách họ vận lý vận hành rồi sau đó khi một cái vốn của chúng ta lớn lên thì chúng ta có thể tách ra làm việc. Ok, có vẻ như cái này nó sẽ hơi khó với mọi người ha, tại vì mọi người cũng chưa tham gia vào cái sản phẩm này bao giờ. Rồi, chúng ta cùng theo dõi video. At Western Wealth Capital, we're reimagining what real estate investment can be.
Our vision is to build wealth through well-selected real estate, a discipline system, and a human touch. WWC works with investment partners from around the globe. To date, we've transacted over $1 billion in multifamily property investments. Our systematic program has created significant value and generated excellent returns. We improve properties, and along the way, we help improve the lives of everyone involved, our investors, our employees, and our residents. We're proud of the way we do things, and we're proud to have generated some of the best returns in the industry. We buy properties that are undervalued because they're underperforming. Then, we implement the WWC system to efficiently upgrade each property, improve operations, and dramatically increase property values. Our program is disciplined, but it's also about all the people involved, from our investors, to our teams on site, to the kids who play in our pools and sleep in our homes each night. Buying is the most important step. If we make an informed purchase and stick to our business plan, we're well on our way to solid returns. We look at markets in any city where there's growing working population and a deficient housing supply. We improve the resident experience starting on day one. Our 30-day transformation system increases property values and rental income and creates significant appreciation for our investors. At every point, we want to have a positive impact on people's lives. We are building wealth, and we are also enriching communities. We believe strongly in giving back. Our We've Got Your Back program provides backpacks filled with school supplies for thousands of children across our properties, helping them have fresh starts and bright futures as they kick off the school year. With our rent-free Christmas program, our staff hand-selects families in need from each of our properties and helps them create holiday memories with free rent for the month of December, gifts for the kids, and even a gift certificate for their holiday meal. Our residents are happy. They stay longer in our properties, and they become our best advocates. Our property managers are proud to come to work each day. Together, we build stronger communities. We believe in rewarding everyone for their efforts and love to watch them go that extra mile. We know that investors around the world are trusting us with their capital. That means a great deal to us. Our track record is excellent. And the people involved in every part of what we do are an enormously important part of our success. At Western Wealth Capital, we build wealth effectively and on human terms. This is the way we believe real estate investment should be done. Rồi vừa rồi thì chúng ta vừa nghe một cái video giới thiệu về Western Wealth Capital là một trong số những cái công ty mà họ hoạt động trong cái lĩnh vực. Thế là sinh nhật của anh Alex, người khác của chúng ta không có đây, mọi người cũng biết Alex đúng không? Ờ, 35 tuổi. Là không ai biết chưa có đây. Chắc là có bạn gái. Ok, thì chúng ta vừa xem một cái video giới thiệu về Western Wealth Capital là cái công ty mà họ chuyên mua, thu mua những cái khu căn hộ mà có cái cũ này hoạt động nó chưa có hiệu quả để họ sang sửa lại, cải tiến và vận hành. Thì họ sẽ một phần họ sẽ vay vốn từ bên phía ngân hàng và một phần họ sẽ huy động từ các nhà đầu tư ha. Và các nhà đầu tư của chúng ta Việt Nam là một trong số những cái nhà đầu tư
mà thường xuyên đầu tư vào các cái dự án của Western Wealth. Nhiều anh chị nào mà đã đi với Western Wealth 1-2 dự án rồi là cứ đi ngoài, cứ có dự án nào mới là họ sẽ đi cùng. Okay. Thì đôi nét về cái dự về Western Wealth Capital ha. Vừa rồi thì trong cái video chúng ta nhìn thấy đó là cô Janet LePay, cô là sáng lập của Western Wealth Capital, rất là trẻ. Bây giờ năm nay chắc cô phải chừng trên dưới 40 tuổi thôi. Và doanh nhân người Canada, cô cũng được vinh danh trong cái top doanh nhân trẻ dưới 40 tuổi do cái bên đơn vị kiểm toán hàng đầu thế giới là Ernst & Young vinh danh. Thì cô này thì cô ấy, gốc của cô ấy là một cái nhà khoa học máy tính. Cô không có cái, ban đầu thì cô chưa có cái chuyên môn về bất động sản. Nhưng mà những cái năm đầu tiên khi mà cô ấy, năm 2003, cô sở hữu đầu tiên cái nhà đầu tiên của cô ấy tại Canada. Và một năm sau thì bên phía ngân hàng người ta định giá lại cái nhà của cô ấy, và họ cho vay thêm trên cái phần chênh lệch đó. Thì cô thấy là cô không có làm gì cả mà cái giá trị bất động sản của cô tăng lên như vậy. Thì cô vay tiền tiếp cái của ngân hàng và cô đi mua một cái nhà khác nữa. Thì cô thấy là cái giá trị bất động sản mà cô có thể kinh doanh được ở trên cái bất động sản đó. Và cô quyết định tham gia một số cái khóa học về bất động sản. Và năm 2008 khi mà cuộc khủng hoảng bong bóng nhà Mỹ nổ ra đó, diễn ra đó, thì cô đã sang bên Arizona, vùng bang của Mỹ. Thì cô đã bắt đầu gọi là cô lướt sóng nhà, cô flipping nhà, tức là mua nhà, và cô ấy cũng có những nhà để cô sang sửa, có những cái nhà để cô không muốn sửa gì hết, và cô ấy mua lại và cô bán lại, mua đi bán lại. Thì vào năm 2011 thì cô đã sở hữu được một cái khu căn hộ Manhattan đầu tiên của mình với giá là 1 triệu đô. Trong đó thì 70% là cô được vốn từ phía ngân hàng cho vay, còn lại là cái tiền đó là của cô ấy. Và bắt đầu đến năm 2014 thì cô đã có cái sự gặp gỡ với David Steele, là cái người mà đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong cái hoạt động về quản lý bất động sản cho các cái tập đoàn đa quốc gia. Thì với cái sự kết hợp giữa một cái nhà khoa học máy tính có nhiều rất là ưa thích các con số, là rất là nhạy với các con số, mọi thứ đều phải là chính xác với cô, và một cái người mà có cái kinh nghiệm trong cái việc mà vận hành điều hành các cái danh mục bất động sản, thì họ đã sáng lập ra Western Wealth Capital từ năm 2014. Đến nay thì cũng đã được 7 năm, mới có 7 năm thôi, nhưng mà đây gọi là một cái sự vượt trội của Western Wealth Capital. Từ một cái đơn vị còn rất là non trẻ thì họ đã hoạt động được gần 80 các cái dự án khu căn hộ khác nhau với những cái giá trị từ vài triệu đô cho đến 15, 16, 20 triệu đô, và bây giờ thì có những cái dự án của các cô ấy, có thể lên tới 100 triệu đô rồi. Và trong đó thì đã có 31 dự án được bán, đã được bán đi ha, đem về lợi nhuận trung bình cho các nhà đầu tư lên tới 30% mỗi năm. Nhưng mà giống như cái dự án của chị Lan Khanh á, lúc đầu thì cũng chỉ dự kiến khoảng chừng 18-20% thôi, nhưng mà sau khi bán thì 32% sau 18 tháng sở hữu, thì mình chia ra một năm là trung bình khoảng 20% ra dự án này, rất là tốt. Và cái tổng số các cái giao dịch của bất động sản của bên Western Wealth Capital đã lên tới là hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ. Ok, vậy thì cái công thức thành công, công thức nào để giúp cho cái chúng ta cùng đi để xem là một cái mô hình của căn hộ như vậy thì họ đã vận hành cái dự án nó ra sao để mà đem về lợi nhuận trung bình 30% một năm cho các nhà đầu tư. Thì mỗi một cái dự án thì nó sẽ có những cái lợi nhuận khác nhau, có những cái dự án thì chỉ đạt 20%, nhưng mà cũng có những cái dự án thì vượt trội hơn, có khi là 40-50%. Nhưng mà tính trung bình là các cái dự án của bên phía Western Wealth Capital họ đầu tư vận hành thì nói chung mình là 30% một năm.
Thì cái công thức của họ là gì? Thứ nhất là họ sẽ mua lại những cái khu căn hộ mà mua rẻ lại từ cái khu căn hộ mà nó còn cũ này, đã hiện hữu này, và những cái người quản lý, những người chủ của họ đấy chưa có đầu tư nhiều cho cái các khu căn hộ này, thì họ họ sẽ có một cái đội ngũ để chuyên đi tìm những cái khu căn hộ rẻ này ha, và họ cũng sẽ có những cái chiến lược để mà mua, chứ không phải ở đâu họ cũng mua, không phải thành phố nào họ cũng đầu tư. Ở nước Mỹ thì có 50 bang nhưng mà họ chỉ tập trung một số bang chủ yếu thôi ha. Thứ hai nữa là họ sẽ vận hành để làm gia tăng cái giá trị của cái khu căn hộ này lên. Thông thường thì khi chúng ta mua một khu căn hộ đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có hai cái phần ra, chúng ta sẽ expect. Thứ nhất là có thể là mua để mà cho cái giá trị bất động sản nó tăng lên theo thị trường đúng không ạ, nhưng mà cũng có nhiều người người ta mua với mục tiêu là để giúp, để làm sao để có cái bất động sản đó sẽ tạo ra được cái khoản thu nhập cho mình đúng không ạ. Vậy thì Western Wealth họ sẽ đạt hai cái mục tiêu. Thứ nhất là cả về những cái để làm sao mà dự án ấy có thể có những cái vị trí tốt để mà gia tăng cái giá trị bất động sản, đồng thời họ cũng chủ động để gia tăng được cái giá trị bất động sản đó thông qua việc mà tăng cái thu nhập của cái khu căn hộ đó lên. Và bước thứ ba khi mà họ đã làm vận hành và làm tăng cái giá trị của cái khu căn hộ đó lên thì họ sẽ nhận được cái phần vốn cấp tiếp theo từ phía ngân hàng ha. Thì cái này ở Mỹ người ta sử dụng rất là nhiều, có thể ở Việt Nam thì cái cách này thì nó chưa có được vận dụng ha, nhưng chút xíu nữa em sẽ giải thích. Thì khi mà cấp vốn ở phía ngân hàng rồi thì có thể là năm thứ hai, năm thứ ba chúng ta sẽ nhận được một phần cái lợi nhuận, có thể là 30-50% cái phần vốn của mình về, và vẫn tiếp tục được giữ được cổ phần. Sau đó là họ sẽ quyết định bán. Họ có thể là không cần phải có cái giai đoạn này, họ có thể quyết định bán trong cái thời gian rất là nhanh. Ví dụ như cái dự án của chị Lan Thanh là dự án Sunwood đi, họ bán trong vòng 18 tháng thôi. Sau khi Sơn mua lại rồi Sơn sửa xong thì họ sẽ bán đi trong vòng 18 tháng thôi. Các anh chị lưu ý là mục tiêu của khi mà chúng ta đầu tư vào mô hình khu căn hộ này, Western Wealth Capital họ sẽ không có hướng tới mục tiêu là để mua, sở hữu và để vận hành nó một cái thời gian dài ha. Mà cái mục tiêu của họ là họ vận hành giúp cho cái giá trị bất động sản nó tăng lên và sau đó là họ sẽ bán ha. Cho nên cái thời gian sở hữu thì trung bình nó có thể là 30 tháng thôi. Có những cái dự án thì họ sở hữu có 1 năm thôi là họ bán rồi, nhưng mà cũng có những cái dự án thì họ hiện nay có một số dự án họ sở hữu 3-4 năm. Nhưng mà tóm lại là trung bình cái mô hình khu đầu tư vào đây thì cái thời gian đầu tư là từ 3-5 năm, có khi là thấp hơn ha. Rồi công thức của họ là ở đây nha anh chị ha. Mua lại các cái khu căn hộ cũ này, vận hành cải tạo lên, nâng cấp sửa chữa lên để làm tăng cái thu nhập của cái khu căn hộ đó, từ đó sẽ làm tăng cái giá trị bất động sản. Tiếp theo là sẽ nhận được cái vốn cấp từ phía bên ngân hàng do cái giá trị bất động sản tăng lên, ok, và các nhà đầu tư sẽ được nhận một phần vốn của mình vào năm thứ hai, năm thứ ba, sau đó là dự án sẽ quyết định bán. Rồi bước 1 ha, em đi sâu vào bước 1 này. Họ sẽ chọn các cái bất động sản như thế nào? Thứ nhất sẽ tập trung vào những cái thị trường mà có cái sự phát triển về kinh tế, phát triển về việc làm và phát triển về dân số. Thì họ sẽ tập trung vào 4 cái thành phố lớn đây. Thành phố Phoenix tại bang Arizona, kế bên California ha. Ở đây em không có bản đồ nên là em chưa có show cho các anh chị được. Thành phố thứ hai là Dallas của bang Texas, Houston của Texas nữa và Atlanta Georgia. Thì hầu hết là trong năm 2020 vừa rồi có tình hình Covid ấy, nhưng mà các cái dự án ở Phoenix, Arizona vẫn còn hoạt động rất là tốt, không có bị ảnh hưởng. Dallas thì các anh chị, Dallas và Houston thì các anh chị cũng biết hiện nay thì các cái công ty về công nghệ họ đang chuẩn bị chuyển từ thung lũng Silicon để qua bên phía Texas
để đầu tư như là Elon Musk, Tesla thì họ đã chuẩn bị xây những cái nhà máy tại Austin, thành phố Austin của Texas rồi, cũng gần với kế bên hai cái thành phố này. Như vậy thì các cái dự án các anh chị sau này các anh chị khi mà có cái dự án mới thì bên US Home sẽ gửi ra cho các anh chị để chúng ta có thể giới thiệu cho các khách hàng ha. Thì hiện nay thì mình cũng đang có một cái dự án ở Dallas, Texas. Dự án này thì có mang tên là Somerset. Chút xíu nữa em sẽ chia sẻ cái dự án này cho các anh chị. Ok. Rồi và dự án này thì chỉ còn một suất chắc khoảng chừng 200-300 ngàn thôi, không có nhiều ạ. Thì chúng ta thì Westwell họ sẽ tập trung vào những cái dự án các cái thành phố như này để mà họ tìm kiếm các cái khu căn hộ họ mua lại nhé. Rồi đây họ sẽ đi có một cái đội để đi xem này. Đây là những cái hình ảnh chứng tỏ rằng là cái đơn vị quản lý trước ạ rất là yếu kém ha. Có những cái bảng hiệu mà còn không có nhìn thấy tên nữa. Rồi sau đó là họ sẽ vận hành để làm gia tăng cái giá trị bất động sản. Vận hành bằng cách nào? Sơn sửa lại này, cải tiến các cái tiện ích khu cộng đồng này như là phòng tập gym, phòng business center này, hoặc là phòng đọc sách này. Nâng cấp căn hộ theo tiêu chuẩn Gosna. Thì hầu hết ấy, các cái nội thất của các khu căn hộ ấy, thì như là bếp chẳng hạn thì rất là cũ rồi. Thì có khi xây dựng từ năm 70 mấy, 80 mấy, 90 mấy, mấy chục năm rồi. Thì bây giờ họ sẽ vào để họ nâng cấp các cái khu căn hộ này lên, nâng cấp theo cái tiêu chuẩn của họ. Thì lúc đó là mình sẽ tăng cái tiền thu lên, tăng cái thu nhập của cái khu căn hộ đó. Và bước tiếp theo nữa là lắp đặt thêm cái đèn LED. Các anh chị lưu ý giúp em nhé, họ sẽ làm những cái công việc chính này, nâng cấp nội thất khu căn hộ lên ha. Thứ hai nữa là lắp đặt thêm máy sấy và có một số các cái hoạt động khác như là họ sẽ lắp thêm các cái hàng rào trong các cái khu căn hộ đó để cho những người mà người ta có thú cưng đó, thì những cái đó thì cũng là cái dịch vụ để mà tăng cái thu nhập từ cái tiền cho thuê. Ok. Đây, ví dụ như sơn sửa thì họ sẽ làm mới lại trong vòng ngày đầu tiên khi mà họ kết quả. Họ sẽ có những cái thay đổi lại các cái tiện ích khu công cộng ha. Như là sân bơi này, họ thay lại các cái ghế này, thay lại các cái nội thất của các cái khu bể bơi đó. Đấy, anh chị có thể hình dung ra cái mô hình khu căn hộ ở đây nó sẽ như như sân vườn ha. Chứ nó không có giống như cái ống thoát nước cao giống như ở Việt Nam mình. Rồi, họ cải tiến các văn phòng cho thuê phòng gym. Tức là họ ở đây là cũng có sẵn rồi đó, nhưng mà họ có thể xây dựng và làm mới lại các cái tiện ích xung quanh. Và đây, họ làm lại luôn cả các cái bảng hiệu. Đấy, chị có thể thấy cái sự khác biệt chưa ạ? Ở trên và dưới. Họ làm mới lại hết để cho có thu hút cái người người ta đến thuê. Rồi. Vừa rồi thì em có nói đến cái việc là làm gia tăng cái giá trị của bất động sản đó. Thì đối với một cái bất động sản thương mại thì người ta sẽ đánh giá cái giá trị của bất động sản đó phụ thuộc vào cái thu nhập từ cái bất động sản như vậy của nó đấy. Em lấy ví dụ như là thu nhập của bất động sản mà càng cao thì cái giá trị mà được đánh giá cho cái bất động sản đấy nó càng lớn, đúng không ạ? Ví dụ như là cái tỷ suất lợi nhuận trung bình trên thị trường đi, đối với mô hình khu căn hộ là 5% một năm đi ha. Mua bỏ ra 1 tỷ thì cái lợi nhuận một năm nó là khoảng 50 triệu đô, 50 triệu đồng đi. Thì cái tỷ suất lợi nhuận nó là 5%. Như vậy thì nếu như là anh làm tăng cái thu nhập đấy lên thì đồng nghĩa với cái việc là giá trị của bất động sản đó của mình cũng tăng lên ha. Như vậy thì giá trị bất động sản tăng lên, giá trị bất động sản tăng nhờ thu nhập tăng. Do vậy mà Westwell Capital họ sẽ chủ động cái việc là làm tăng cái thu nhập của cái khu căn hộ này lên. Và họ sẽ làm tăng thu nhập bằng cách này. Cái phần này mọi người chỉ cần hiểu cho em là giá trị bất động sản tăng lên nhờ cái việc thu nhập từ cái bất động sản đó, đúng không? Thế là cái thu nhập, mục tiêu của chúng ta là
làm tăng cái thu nhập của cái bất động sản đó lên thì đồng nghĩa với việc là tăng cái giá trị bất động sản. Ví dụ như là một cái khu căn hộ của chị, của anh Trung, chị thu nhập một tháng là 5 triệu thôi. Của chị Ngọc là thu nhập của cái khu căn hộ cùng giá là 7 triệu đi. Đó, thì sẽ được đánh giá là cái bất động sản của chị Ngọc á nó có cái giá trị cao hơn của anh Trung. Đó, tại vì cái khả năng mà đem về cái thu nhập của cái khu căn hộ của chị nó cao hơn của anh Trung. Do vậy mà người ta định giá cái bất động sản của anh chị cao hơn. À. Rồi. Như vậy thì mối quan hệ giữa thu nhập và giá trị bất động sản, họ sẽ tập trung, Western Wealth sẽ tập trung làm tăng cái thu nhập của việc cho thuê. Bằng cách nào? Thứ nhất, họ sẽ nâng cấp cái nội thất bên trong lên. Ha? Họ nâng cấp. Thì trước, ở đây các anh chị có thể thấy là cái trước khi mà họ nâng cấp á, thì cái thu nhập và cái nội thất nó rất là cũ đúng không ạ? Ha? Thì họ sẽ tiến hành cải tiến và nâng cấp theo cái tiêu chuẩn Gold Star và họ sẽ tăng cái tiền thuê nhà lên 125 đô một tháng. Thì cái này không có phải là họ tự ý họ làm ha, họ sẽ phải có những cái cuộc khảo sát của các cái khu dân cư đó. Họ sẽ tiến hành khảo sát là bây giờ tôi có một cái nhà mẫu như vậy cho họ đến tham quan. Nếu như anh đồng ý là tôi làm lại cho anh cái nội thất này và cái tiền thuê nhà tăng lên 125 đô, nếu mà anh đồng ý thì tôi sẽ tiến hành là sửa chữa cho các anh chị. Đó, thì hầu hết là khoảng 70-80% thì họ sẽ đồng ý với cái việc này. Thì chúng ta sẽ áp dụng cho 70-80% cái khu căn hộ đó, chứ không có phải áp dụng đồng loạt để tránh cái trường hợp là tăng cái giá tiền thuê lên thì người ta có thể là người ta rời đi. Rồi. Và một cái hoạt động nữa để giúp cho tăng tiền thuê nhà lên này. Bình thường ở các cái khu căn hộ tại Mỹ thì hầu như là họ sẽ có một số cái khu căn hộ thì họ có thể lắp đặt máy giặt máy sấy ngay tại chỗ. Nhưng mà có những cái khu căn hộ thì người ta có cái khu giặt chung. Cho nên là nếu như là bên Western Wealth họ cũng sẽ đưa ra cái giải pháp là nếu như anh chị chấp nhận cái việc mà chúng tôi lắp đặt thêm máy giặt máy sấy và tăng tiền thuê lên 50 đô một tháng, anh chị đồng ý thì chúng tôi sẽ lắp đặt thêm, thì cũng có thể là 60-70% khi khu căn hộ này người ta cũng sẽ đồng ý với cái việc này. Ok, thì mình sẽ tiến hành lắp đặt. Như vậy thì mẫu căn hộ như vậy là đã tăng lên 50 đô một tháng chưa ạ? Tăng rồi ha. Ngoài ra thì họ cũng sẽ điều chỉnh lại cái giá thuê. Hầu hết thì các cái khu căn hộ mà của Western Wealth họ tiếp quản á thì những cái giá của cho thuê thì nó khoảng từ 900 đô cho đến 1.102 đô một tháng, thì nó cũng đã có thấp hơn so với thị trường bởi vì nó cũ mà. Tuy nhiên thì sau khi mà họ đã nâng cấp và họ sửa chữa lại thì họ đưa cái tiền thuê nhà chung cho cả cái khu đấy tăng lên khoảng chừng 100 đô một tháng, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái sự cạnh tranh bởi vì là mình cũng đã cải thiện được cái khu vực tiện ích công cộng rồi ha. Họ cải tiến lại giá thuê nhà này, lắp đặt sân sau đây, giống như là vừa rồi họ sẽ tìm mọi cách để họ nâng cái thu nhập của các cái khu căn hộ ấy lên ha. Thì có một số các cái khu căn hộ ở tầng dưới đó thì họ có cái thú cưng, thì bên Western Wealth họ sẽ offer là lắp đặt thêm các cái rào như vậy để mà có được cái cho thú cưng nó chạy chơi chẳng hạn, thì thu nhập có thể tăng lên là 100 đô một tháng cho những cái khu căn hộ ở dưới. Hoặc là dịch vụ dọn vệ sinh 25 đô một tháng. Ở đây là có chị Hương có đã từng áp dụng những cái cách này đối với khu căn hộ của mình chưa? Căn hộ của chị thì có người dọn vệ sinh mà, nhưng mà mình có thu thêm phí không chị? Thì mình tính từ cái lúc người ta vô đó. À, tính từ lúc vô rồi đúng không? Căn hộ cao cấp, căn hộ thường. Tính rồi đúng không? Nhưng mà các anh chị hình dung ra là chúng ta có thể có nhiều cái cách để làm tăng cái hoạt động của tăng cái thu nhập của cái khu căn hộ lên đúng không? Nhiều khi là chúng ta có thể tăng cải tiến thêm một số các cái dịch vụ cho họ như là nấu ăn nấu nướng hoặc là giặt ủi đúng không ạ?
thì cũng là một cách để mà tăng cái thu nhập cho cái khu cá nội đó lên. Thì đây cũng là một trong số những cái cách đó mà Western Well họ áp dụng. Họ áp dụng cho suốt tất cả các cái dự án ha, các anh chị nhé. Cho nên cái mô hình này là đã mô hình này được áp dụng là từ gần 80 các cái dự án lớn nhỏ khác nhau rồi. Và thú vị nhất là khi mà có Covid á, thì người ta ở cộng đồng người dân cư ấy, người ta ở nhà rất là nhiều, người ta làm việc ở nhà, cho nên là họ cũng mua sắm nhiều. Thì Western Well họ lắp đặt ngay những cái tủ đựng đồ như thế này để mà cho những cái nhân viên của Amazon có thể đặt đồ ở đây, thì thu thêm là $9 một tháng đó, cho những cái dịch vụ như vậy. Thì kết quả của cái việc mà làm như là cải nâng cấp nội thất này, lắp đặt máy giặt máy sấy này ha, và các cái dịch vụ khác nữa, thì đã đem đến một cái làm gia tăng cái giá trị của bất động sản. Em lấy ví dụ lúc đầu thì mua cái căn hộ đó có 20 triệu đô thôi ha. Nhưng mà khi mà chúng ta nâng nội thất lên này, nâng cấp nội thất lên, thì thu nhập của một cái căn hộ ở trong đó là thu tăng lên là 125 đô một tháng. Yeah. Lắp đặt máy giặt máy sấy tăng 50 đô một tháng. Yeah. Chuẩn hóa giá thuê, tức là làm tăng điều chỉnh lại cái giá thuê so với cái giá thị trường, tăng lên 100 đô một tháng nữa này. Dịch vụ khu sân sau tăng thêm 100 đô một tháng. Dịch vụ thu gom rác 25 đô một tháng, dịch vụ bưu kiện 9 đô. Tổng doanh thu tăng mỗi tháng là 409 đô. Đây không phải là, đây là một ví dụ ha, không phải là cái bất kỳ khu căn hộ nào cũng áp dụng tất cả các cái tiện ích này ha. Tuy nhiên thì em lấy một ví dụ như vậy, 409 đô. Chẳng hạn như áp dụng cho 150 khu căn hộ ha. Tại vì thường là một cái khu căn hộ đấy nó có thể là 200 căn hoặc là 300 căn, họ làm chỉ khoảng chừng 50% thôi. Thì 409 đô tăng thêm một tháng nhân với 150 khu căn hộ lên thì nó ra được doanh thu là 61.000 đô tăng thêm cho một tháng rồi. Đúng không ạ? Như vậy là 61.000 đô nhân với như một năm nhân với 12 tháng ra là 736.000. 736.000 doanh thu thì sẽ làm giúp cho cái giá trị của bất động sản nó tăng lên là 13,2 triệu đô. Các anh chị chỉ cần hiểu là họ làm tăng cái doanh thu của cái dự án đó lên và làm cho cái giá trị của bất động sản tăng lên ha. Cái 5,5% ở đây là cái tỷ suất lợi nhuận đó, tỷ suất lợi nhuận trung bình đối với cái ngành, đối với cái khu căn hộ đó ha. Ví dụ như là anh bỏ ra 1 triệu đô thì cái tiền thuê, thu nhập từ việc cho thuê á, thì nó vào khoảng 55 ngàn đô. Gọi là tỷ lệ suất lợi nhuận là 5,5%. Giống như chúng ta bỏ ra 1 triệu hoặc 1 tỷ đồng mua một căn hộ thì cái việc cho thuê của chúng ta chỉ được 6 triệu chẳng hạn, tức là khoảng 6% một năm. Thì tương tự như vậy, cái 5,5% này là trung bình ha, cái tỷ suất lợi nhuận trung bình của cái khu căn hộ đấy, một khu căn hộ đấy. Thì chúng ta lấy doanh thu chia cho cái tỷ suất lợi nhuận ra được cái giá trị gia tăng là 13,3 triệu đô. Như vậy là nếu như chúng ta áp dụng các cái biện pháp mà làm gia tăng doanh thu này thì chúng ta đã, Western Well đã làm gia tăng cái giá trị bất động sản lên là 13 triệu đô rồi ha. Rồi, cái này có lẽ là hơi khó hiểu một chút, đúng không? Vậy là chúng ta chỉ là cái tổng mà trong một năm tăng là bao nhiêu đó? Dạ, có thể là họ không có áp dụng trong vòng một năm, nó có thể áp dụng trong cái quá trình mà mình đầu tư. Ví dụ như là họ sẽ lắp đặt thêm máy giặt máy sấy, năm đầu tiên chỉ là khoảng 50 căn hộ thôi, năm thứ hai là 30 căn hộ. Đây là cái kế hoạch trong suốt cái quá trình mình đầu tư ha. Ví dụ em lấy ví dụ như là mình đầu tư dự kiến là khoảng 5 năm thì họ sẽ làm cái này trong vòng 5 năm và 13 triệu đô này là tăng trong vòng 5 năm ha. Chúng ta đầu tư năm thứ nhất là 20 triệu đô và năm sau và đến khi mà chúng ta bán cái dự án nó ít nhất là tăng lên 13,3 triệu đô, ít nhất là tăng lên ha.
5,5% này có thể là lợi nhuận trung bình của cái dự án đó từ năm trước. Lợi nhuận trung bình của cái dự án này từ năm trước. Các anh chị hiểu nôm na như này giúp em. Western Wealth sẽ tập trung các biện pháp để mà làm tăng cái doanh thu từ khu căn hộ. Và các biện pháp đó là gì? Nâng cấp máy giặt, nâng cấp nội thất này, lắp đặt thêm máy giặt máy sấy này, và tăng thêm các cái dịch vụ trong cái khu căn hộ đó. Ok, được chưa ạ? Thì từ cái việc mà làm tăng cái doanh thu của khu căn hộ sẽ giúp cho giá trị của bất động sản nó tăng lên. Bởi vì bất động sản thương mại nó phụ thuộc, giá trị của bất động sản thương mại nó phụ thuộc vào cái thu nhập từ cái dự án đó. Hiểu chưa? Cái này chắc hơi khó hiểu, chúng ta sẽ làm từ từ ha. Từ từ chúng ta sẽ hiểu cái này, không có nhất thiết phải hiểu ngay. Chị hỏi thêm nhưng mà lắp đặt như vậy đó rồi qua thời gian là một hai năm một mấy cái thiết bị cho nó bị cao độ nó bị hơn thì ai sẽ chi cái tiền trả lại sửa mình. Đúng rồi, Western Wealth tức là bên phía dự án sẽ là người điều hành những cái này, nó sẽ có những cái chi phí đó chứ, chắc chắn là có chi phí đó rồi. Ok rồi, khi mà làm tăng cái giá trị của bất động sản lên rồi thì chúng ta sẽ được ngân hàng tái cấp vốn, tức là cấp vốn định giá lại bất động sản và cấp vốn thêm trên cái phần chênh lệch đó. Cái này là cái điểm lúc này là chị Thanh cũng chưa có được cấp vốn đâu, nhưng mà đã bán rồi. Em lấy ví dụ năm thứ nhất chúng ta mua với cái dự án đó là 20 triệu đô, nhưng mà đến năm thứ hai thì cái dự án đó đã tăng doanh thu rồi, chúng ta đã cải tiến cái dự án đó rồi, và cái giá trị nó năm nay nó sẽ đạt được, một năm sau đạt được là 25 triệu đô. Vậy thì 5 triệu đô là cái phần tăng lên, thì dự ở bên phía ngân hàng họ sẽ giúp cho chúng ta là cấp vốn là khoảng 60-70% trên cái 5 triệu tăng thêm đó. Em lấy ví dụ như là 70% đi, thì họ có nghĩa là 70 x 5, họ sẽ cấp vốn cho mình là 3,5 triệu đô. Và cái 3,5 triệu đô này họ sẽ được phân bổ lại, phân bổ về cho các nhà đầu tư. Đấy, thì hầu như là cuối năm thứ hai đầu năm thứ ba khi mà chúng ta tham gia vào cái dự án này, mô hình khu căn hộ á, thì chúng ta sẽ được phân bổ từ 30-50% cái vốn vốn góp ban đầu của mình. Ví dụ như là mình đầu tư là 100.000 đô đi, thì cuối năm thứ hai đầu năm thứ ba khi mà bên phía ngân hàng người ta cấp vốn cho mình á, cho dự án á, thì dự án sẽ được phân bổ lại cho các nhà đầu tư là từ 30-50%. Tại sao tại sao ở Mỹ người ta lại sử dụng cái phương án này quá nhiều như vậy? Hầu hết thì kể cả nếu như anh chị có một cái nhà đi, thì các anh chị vẫn có thể sử dụng cái phương án, cái biện pháp mà gọi là refinance, tức là tái cấp vốn từ phía ngân hàng. Lý do là cái lãi suất của bên phía ngân hàng Mỹ nhất thì nó rất là thấp. Như là cái năm Covid vừa rồi thì cái lãi suất ngân hàng nó chỉ là 2.75% thôi. Một năm 2.75% một năm. Còn các cái lãi suất bình thường có thể là 3-4% một năm. Nhưng mà đó là một cái điểm ưu thế đúng không ạ? Như ở Việt Nam mình có thể là 10-11% một năm. Vậy thì tại sao họ lại sử dụng cái vốn vay ngân hàng để mà phân bổ lại cho các nhà đầu tư? Lý do là cái chi phí của cái việc vay ngân hàng đó nó rất là thấp, nó chỉ từ 3-4% thôi. Tuy nhiên với cái số tiền mà các anh chị đem về đó, quay trở lại cho các anh chị đó, các anh chị có thể đi đầu tư vào các cái dự án khác đem về lợi nhuận 17-20% một năm. Thì 17-20% đó mà chúng ta trừ đi cái vốn từ cái lãi suất từ việc vay ngân hàng đó 3-4% đó thôi, thì chúng ta vẫn có lời, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà ở Mỹ người ta sử dụng cái đòn bẩy tài chính này rất nhiều. Đó là cái điểm nổi trội của cái mô hình này ha. Tức là lấy trả tiền lại cho đầu tư, nhà đầu tư lấy tiền đó đi đẩy vô một cái chỗ khác. Đúng rồi. Vốn lên. Đúng rồi. Chứ còn nó không có nằm một chỗ. Đúng rồi, không có nằm một chỗ. Nha. Nhưng mà cái đó là cái quyền quyết định của các nhà đầu tư. Chứ Western Wealth lúc đấy là đã phân bổ tiền về cho các anh chị rồi.
Hầu hết thì các nhà đầu tư có thể lấy cái tiền đó để đầu tư tiếp vào các cái dự án cùng Western Wealth, hoặc là họ có thể đi đầu tư mua nhà cho thuê theo cái cách của họ, tùy. Khi mà trả lại cho nhà đầu tư thì là nhà đầu tư nó tiền mà ví dụ như đương trăm thì trả lại 50 thì còn 50 đó là cứ vẫn được tính là 100, cái cổ phần là 100. Lý do là các anh chị Western Wealth á, họ chỉ có vận hành cho các anh chị thôi, còn cái tiền đó là cái tiền sở hữu của các anh chị. Cái này chỉ là một biện pháp thôi nhé, một biện pháp gọi là một hoạt động trong cái quá trình mình đầu tư đó thôi. Rồi, ví dụ như đây một số các cái khu căn hộ thì đã có cái tái cấp vốn về hoàn về cho các nhà đầu tư là 58, 37, 37, từ năm thứ hai, năm thứ ba đã có cái tỷ lệ hoàn vốn rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu là vai trò, vậy thì Western Wealth có vai trò gì, nhà đầu tư có vai trò gì và US Home có vai trò gì trong một cái dự án. Ok, thì thứ nhất là Western Wealth với cái vai trò là họ là thành viên chủ chốt và họ sẽ điều hành chính cái dự án này. Trách nhiệm của họ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm từ cái việc là chọn dự án này, huy động vốn này, rồi quản lý cái dự án đó. Và tất nhiên rồi, họ sẽ nhận các cái khoản thù lao. Những cái khoản thù lao đó thì họ sẽ có cái liệt kê trong một cái bảng kế hoạch kinh doanh. Vai trò của các nhà đầu tư trong cái dự án là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ là đồng sở hữu theo cái tỷ lệ và chúng ta góp vốn. Ví dụ như là một cái dự án huy động 10 triệu đô, anh đầu tư 1 triệu đô thì anh nắm cổ phần là 10%. Các nhà đầu tư cùng góp vốn vào với nhau ha. Western Wealth không có góp vốn, họ chỉ có vai trò điều hành cái dự án cho mình thôi. Và các nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết một số các cái quy định quan trọng, ví dụ như là chúng ta thấy có cái dấu hiệu mà gọi là gian lận chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể cùng nhau cùng gọi là có cái quyền là loại bỏ cái thành viên chủ chốt, như là Western Wealth họ mình sẽ kiện và không có cho họ để điều hành cái dự án nó phải được. Và các nhà đầu tư sẽ nhận được cái lợi nhuận từ cái việc cho thuê, nhận được từ lợi nhuận từ cái việc tái cấp vốn từ phía ngân hàng và nhận được cái tiền từ cái việc bán cái dự án, cái việc ban dòng tiền chính. Rồi các nhà đầu tư sẽ phải có cái nhiệm vụ là phải khai báo thuế đầy đủ hàng năm, thì khai báo thuế ở bên US Home sẽ hỗ trợ khách hàng để khai báo thuế, và họ sẽ có quyền theo dõi tình hình dự án thông qua các cái báo cáo tài chính. Sẽ có một cái cổng thông tin để cho các nhà đầu tư nhận được cái các cái báo cáo tài chính từ cái dự án ha. Cái này chắc là chị Thanh cũng thỉnh thoảng với vô ha, cũng nhưng mà cũng sẽ nhận được các email thông báo trực tiếp từ phía Western Wealth. Như vậy thì cái vai trò của các nhà đầu tư ở đây chủ yếu là đồng sở hữu, và chúng ta sẽ nhận được cái khoản tiền đầu tư, cái lợi nhận được về đầu tư, chứ chúng ta không có tham gia trực tiếp vận hành dự án ha. Rồi, vậy thì vai trò của US Home và của Inica là gì, của chúng ta là gì trong các cái dự án này? Thì với vai trò là môi giới cho nên chúng ta cũng sẽ đồng hành các khách hàng từ lúc mà tư vấn này, đặt chỗ dự án này, ký kết hợp đồng và theo dõi các cái báo cáo tài chính cùng với các khách hàng, cập nhật các cái thông tin. Ngoài ra thì cũng khai báo thuế và đồng hành cùng khách hàng cho đến khi mà khách hàng nhận được cái khoản tiền lợi nhuận thì thôi. Rồi, về phân bổ lợi nhuận em đi chi tiết ha. Thì nguyên tắc đầu tiên là các nhà ưu tiên khi mà chúng ta đầu tư thì các nhà đầu tư sẽ nhận được cái vốn trước hết đã. Sau đó cái phần lợi nhuận mà có được á, thì mới được phân bổ là 65-35. 65% sẽ thuộc về các nhà đầu tư và 35% là phân bổ về Western Wealth.
Do vậy mà để muốn có được cái lợi nhuận đó, thì họ cần phải làm tốt cái dự án thì họ mới có cái khoản thù lao của mình được. Đấy, em tóm lại là thứ nhất là khi mà đầu tư vào mô hình khu căn hộ ha, khách hàng sẽ nhận được dòng tiền cho thuê hàng năm, thế chị lưu ý để mà chúng ta tư vấn ha. Thứ hai là tái cấp vốn sau năm thứ hai. Năm thứ hai thì có thể 30-50% vốn của chúng ta đã về rồi, chúng ta cái tính thanh khoản của cái mô hình này nó rất là tốt, rất là nhanh, và chúng ta sẽ nhận được cái lợi nhuận từ cái việc bán căn hộ nữa. Rồi ba cái dòng tiền chính ha. Rồi em lấy ví dụ như là em phân tích một cái dự án này đi ha. Rồi em lấy ví dụ cái dự án này cho mọi người xem cái video về một cái dự án summer set mà chúng ta đang có đang tư vấn cho khách hàng ha. Hôm qua không có download được cái này cho nên là hôm nay em sẽ, bây giờ em sẽ đi cụ thể về một dự án để mọi người biết cách mình tư vấn cho khách hàng nhé. Rồi. Rồi, đây là dự án Somerset ở thành phố Dallas. Nguyên cái lớp mình á là sẽ thành một cái nhóm đầu tư với nhau. Thực ra thì mỗi một cái này á, mỗi một cái khu căn hộ này thì cho thuê có hơn 900 cho đến 1.300 một tháng thôi. Đã có những cái phòng mà có một phòng ngủ, có những phòng mà hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ. Bây giờ bạn muốn làm cái này 1.300 là cao nhất hả chị? Nhưng mà chị biết ở đó không có buồn à? Ở đây mới có buồn à? Ở đó cũng khách du lịch. Ngàn ba là cao nhất chị. Rồi, thì bây giờ chúng ta đang có một cái cơ hội đầu tư vào cái dự án Somerset tại thành phố Dallas ha. Rồi thì em lấy ví dụ cái dự án vừa rồi đi ha, dự án Somerset tại Dallas thì cái dự án này chắc chỉ còn khoảng 200.000 nữa thôi là xong rồi, huy động xong rồi. Thì dự án này giá mua của nó sẽ là 53,4 triệu đô.
sẽ có một cái bảng thông tin về gọi là bản kế hoạch kinh doanh để gửi ra cho các anh chị nếu mà các anh chị đang có khách hàng quan tâm ha. Rồi có cái anh chị nào hỏi Westwell có xây dựng tiện ích như bệnh viện trường học không thì nhà không hiểu cái này lắm. Chắc khu đó em nhưng cái đấy chỉ là ví dụ Vinhome thì trong cái khu đó luôn rồi có Vinschool rồi những cái hospital không cái này là cái thì anh lưu ý là cái các cái khu căn hộ này là đã xây dựng sẵn rồi. Cái dự án này của chúng ta là xây dựng từ năm 8 mấy lần cơ ha, thì nó chỉ cơ bản thôi là có các cái khu căn hộ này, có bể bơi, có hai cái bể bơi, rồi khu BBQ sân vườn để mọi người có thể sử dụng chung, khu giặt giặt ủ chung này, và có business center và phòng gym ha, đó là những cái basic ha. Tại vì quanh đây á là họ sẽ có những cái xây dựng khu vực quanh đây thì sẽ có các cái hospital hay là có shopping mall riêng ha. Chứ ở Mỹ thì ít khi mà người ta xây cái một cái khu quần thể giống như ở Việt Nam mình, bao gồm cả bệnh viện rồi trường học đó, thì ở Mỹ nó khác, ở mình khác, nó không có xây dựng như vậy, tại vì nó cũng phải theo cái tiêu chuẩn các cái trường học, nó cũng phải có cái tiêu chuẩn về cỡ size là bao nhiêu nữa cơ, chứ không có đơn giản để mà xây ở trong cái khu căn hộ được. Ok rồi, giá mua khu căn hộ Somerset này là 53,4 triệu đô, ngân hàng sẽ cho vay 36,6 triệu và huy động vốn từ cái nhà đầu tư là 24,3 triệu đô. Thì hiện nay thì đã huy động gần xong rồi, chỉ còn vài suất thôi. Nhà cũng có khách hàng tham gia vào cái dự án này và hạn chuyển tiền là 29 tháng 1, là chỉ còn vài ngày nữa thôi. Rồi các nhà đầu tư sẽ nhận được cái tiền từ việc cho thuê từ dự án này là dự kiến là năm thứ nhất là 4,6%. Ví dụ đầu tư 100.000 thì năm thứ nhất được 4,6%, 4,6. Năm thứ hai là 6,1% là 6,1, cũng khá đúng không ạ? Khá hơn là cái thu nhập từ tiết kiệm của Việt Nam mình đúng không ạ? Năm thứ ba là 9,8%, năm thứ tư thì cao hơn nữa ha. Rồi, đấy, thì thứ nhất là chúng ta sẽ nhận được tiền từ cái việc cho thuê. Thứ hai nữa là dự kiến dự án này sẽ được tái cấp vốn từ phía ngân hàng vào cuối năm thứ hai, đầu năm thứ ba, thì dự kiến là 50%. Như vậy nếu mà chúng ta đầu tư 100.000 thì năm thứ cuối năm thứ hai, đầu năm thứ ba chúng ta sẽ nhận được 50.000 đô. Chúng ta có thể đầu tư vào một cái dự án khác của Westwell hoặc là đem đi mua nhà mua cửa, đó là tùy của các anh chị ha. Nhưng chúng ta vẫn giữ được cái cổ phần trong dự án. Năm thứ ba, năm thứ tư chúng ta sẽ tiếp tục nhận thêm 25% nữa. Là như vậy là cái vốn của chúng ta là về là 75% rồi. Và năm thứ năm là dự kiến là 100% vốn sẽ về. Dự án có thể bán được, dự án có thể thoái vốn từ năm thứ ba hoặc năm thứ năm, có nghĩa là bán đi đấy. Thì sau khi tính toán thì các nhà đầu tư chúng ta sẽ nhận được tiếp tục cái khoản tiền từ cái việc bán cái dự án đây đi ha. Dự kiến là trung bình mỗi một cái dự án là mỗi một năm là chúng ta sẽ nhận được 17% một năm. Đây là một cái ví dụ mẫu, một suất đầu tư là 200.000 đô chẳng hạn ha. Thì chúng ta sẽ nhận được năm thứ nhất 200.000 đô, 4,6% lợi nhuận từ cho thuê, 4,6 × 2 là 9.200 đô đúng không ạ? Năm thứ hai chúng ta sẽ nhận được là 12.200 đó, là đây là 6,1% này. Năm thứ ba chúng ta nhận được cái lợi nhuận 4,9% là 9.800, và đặc biệt là năm thứ ba chúng ta sẽ có một cái khoản là tái cấp vốn từ phía ngân hàng. Như vậy năm thứ ba chúng ta sẽ nhận được hai khoản 100.000 đô đó, cái tiền vốn của chúng ta là 50% về này và lợi nhuận là 9,8%. Như vậy là coi như là hầu như đến năm thứ ba là chúng ta đã về gần hết cái vốn của chúng ta rồi. Hả? Sức khỏe nhớ là mình nhớ là nó còn biết gì.
Cái này à? Từ cái doanh số ấy chị. Ha, cũng bình thường thôi, cứ doanh thu đi trừ đi chi phí. Họ sẽ có cái phần bảng về tính toán cái doanh thu. Tại vì ví dụ như là doanh thu của một căn là 1.000, có ở đây cái dự án này có 372 căn nhà hạn. Đó thì một tháng là đã được gần 400.000 đô. Nó đang vận hành rồi. Dạ đúng rồi. Họ hiện nay thì các cái dự án này khi mà nhảy lên để kiểm tra xem cái phòng mà còn trống thì chỉ còn khoảng đến 2-3 phòng trống thôi. Đấy, coi như là cái tỷ lệ cho thuê lên tới 99%. Đúng rồi. Phải dựa vào những cái con số tỷ lệ cho thuê trước đó là. Cái các cái dự án này là cho thuê trước rồi nha các anh chị. Có nghĩa là nó đang có người cho thuê rồi. Chúng ta chỉ vào chúng ta làm mới lại và chúng ta thu hút thêm những cái người thuê mới thôi. Thế. Sao cái lợi tức rồng hàng năm qua cái năm thứ ba nó tụt xuống còn mấy 9%? 4,9% thông thường á thì theo cái kế hoạch vay trả nợ của ngân hàng á thì năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ ba là sẽ bắt đầu phải trả cả lãi cả gốc rồi. Năm thứ nhất, năm thứ hai thì trả lãi trước ngân hàng thôi, nhưng mà năm thứ ba thì đã bắt đầu phải trả lãi và gốc rồi. Ok, vậy thì tóm lại khi mà đầu tư vào các cái dự án này thì dự kiến là các anh chị sẽ nhận được 3 dòng tiền chính ha, từ thu nhập từ việc cho thuê, thứ hai nữa là từ việc tái cấp vốn từ phía ngân hàng, và thứ ba từ việc lợi nhuận từ việc bán dự án, ba cái dòng tiền chính. Và thu nhập trung bình sẽ là 17-20% một năm. Các anh chị chỉ cần nhớ những cái số đấy giúp em thôi. Rồi, vậy thì nếu mà đầu tư vào cái dự án một cái khu căn hộ thì chúng ta sẽ có cái quy trình đầu tư như thế nào? Đầu tiên là các nhà đầu tư sẽ đặt cọc để giữ chỗ, đặt cọc là 25 triệu đồng. Nếu như là cung cấp các cái thông tin cá nhân để làm hoạt động hợp đồng. Nếu mà anh chị nào mà đã ký hợp đồng rồi mà chúng ta không muốn đi nữa thì chúng ta sẽ mất cái khoản cọc này. Được chưa ạ? Còn nếu như là chúng ta cái khoản cọc này chúng ta sẽ được, thông thường thì cái phí quản lý của bên US Home á, là 50 triệu đồng cho một suất đầu tư. Thì anh chị nào mà đặt có thể là có những cái chương trình ưu đãi là giảm 50% thì cái khoản cọc này sẽ được trừ vào cái phí quản lý đó luôn. Okay. Rồi chúng ta đặt bước đầu tiên là đặt cọc để giữ chỗ. Ví dụ như anh chị nào thấy cái dự án đấy tốt, hấp dẫn thì các anh chị quyết định đầu tư thì chúng ta sẽ chuyển khoản đặt cọc để giữ chỗ là 25 triệu đồng ha. Rồi sau đó là cung cấp các cái thông tin cá nhân, cung cấp thông tin để làm ký hợp đồng online hoặc là trực tiếp cũng được. Thì chúng ta sẽ, các nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng trước, sau đó là bên phía US Home và các bạn bộ phận xử lý hồ sơ các bạn sẽ chuyển qua cho Westwell để họ ký. Sau đó là họ sẽ, các nhà đầu tư sẽ nhận cái hợp đồng ký hai bên và chuyển tiền đầu tư vào dự án. Cái này rất là nhanh nhé, hầu hết là cái việc chuyển tiền là ví dụ như là cái dự án bắt ra đầu tháng 1 đi thì cuối tháng 1 đã chuyển tiền rồi. Thế nên nó phù hợp với những chị nào đang có tiền sẵn. Rồi khi mà chuyển tiền đầu tư xong thì chúng ta sẽ nhận cái chứng chỉ đầu tư qua email và nhận full cái bộ hợp đồng. Thì lúc này là nhà đầu tư đã chính thức trở thành nhà đầu tư rồi, có cái certificate là sở hữu bao nhiêu phần trăm cổ phần rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nhận thông tin đăng nhập tài khoản để mà nhận cái báo cáo doanh thu hàng tháng cho các cái dự án của mình. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nhận được cái cổ tức hàng năm vào tháng 11. Đối với cái mô hình khu căn hộ này chúng ta không có thu nhập hàng tháng và chúng ta sẽ có cái thu nhập hàng năm phân bổ vào tháng 11. Tháng 10 họ sẽ đưa ra cái báo cáo là cái dự án này năm nay đạt được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận thì sẽ được thông báo cho các nhà đầu tư và tháng 11 sẽ được chuyển tiền vào tài khoản của các anh chị. Được chưa ạ? Mình chuyển tiền bằng cách nào? Chuyển tiền này hả chị? Lúc trước là chị thay chuyển tiền bằng cách nào? Không, tại vì chị có mở tài khoản thức Mỹ, bên đó
họ ta ấy họ trả tiền mình vô tài khoản đó xong mình lấy đó chuyển bên đây là Việt Nam. Có nghĩa là chị đang hỏi cái khúc này hay là cái khúc nhận? Khúc đầu tiên. Khúc này chuyển tiền như thế nào đúng không? Lúc trước là chị Thanh là chuyển tiền qua em đúng không? Có người thân. Có người thân. Thì cái chuyển tiền này thì có nhiều cách, tùy mỗi người có cái lợi thế ha. Có người thì nếu mà không có người thân ở bên đấy thì thông thường đối với dự án Vietcom thì tụi em không có tư vấn chuyển qua người thân. Chủ yếu là ví dụ khách hàng nào mà có sẵn thẻ xanh rồi thì họ được phép chuyển trực tiếp vào dự án. Ha, chuyển tiếp từ Việt Nam chuyển vào dự án được. Còn nếu mà họ không có thẻ xanh thì sẽ có cái đơn vị dịch vụ của mình nha, phí thì từ 2-3%, và có khi là nếu mà có những cái lúc thời điểm tốt ấy, thì nó có thể là 1%, 1-3%. Cái này mà mình giới thiệu thì là nhân viên đây là được bao nhiêu, mình được bao nhiêu trên cái này, ví dụ mình giới thiệu cho một người mà đầu tư đúng không? Họ vô trong cái WBC này. Dạ. Đối với chương trình GA thì ví dụ mỗi một suất đầu tư thì chúng ta sẽ được 1,5% cho một nhóm. Ví dụ như là chị Thanh kết hợp với em thì cái nhóm của mình sẽ được 1,5% trên 100.000 đầu tư. Em lấy ví dụ như là khách hàng đầu tư 100.000 thì team sẽ nhận được 1.500.000. Thì lúc đó là tùy cái đóng góp của mỗi người trong nhóm thì mình thỏa thuận với nhau. Ví dụ như chị Thanh nói là em thấy chị Thanh sắp bọn nhiều, làm nhiều, em chỉ sắp bọn ít thôi, hỗ trợ chị thôi, thì có thể là 20% hoặc 30%, thì chị Thanh là 70-80%. Được chưa ạ? Vậy thì mỗi một cái suất đầu tư 100.000 thì các anh chị sẽ được 1.500.000. Rồi, trong cái phần này, quy trình đầu tư này mọi người có hỏi gì không ạ? Cái này nó rất là họa hồng rất là hấp dẫn nha các anh chị ha. Nhưng mà đối với nhân viên thì nó không có được như vậy đâu, rất là thấp. Ví dụ nhân viên ở trong công ty thì hoa hồng rất là thấp, không có được như vậy, có vài triệu, 100.000 à. Vâng, không có phải là ngàn mấy đô đâu ạ. Tụi em chỉ nhận được 6 triệu cho một nhóm. Cho nên là GA là cái chương trình rất là tốt luôn á. Ví dụ như là 100.000 đầu tư là anh chị có được 30 mấy triệu đồng rồi. Giống như là hoa hồng cho thuê, cho thuê các nhà tầm tầm cho công ty thuê cũng 30 triệu đi cũng được. Mà nếu mà làm với công ty thì phải chi với công ty. Ok, vậy thì chi phí cái đầu tư là gì ha? Chúng ta đối với cái dự án này thì chúng ta sẽ có, khi mà đầu tư thì chúng ta có chi phí gì? Thứ nhất là phí chuyển tiền đầu tư, giống như chị Lan Thanh vừa hỏi đó. Thì phí chuyển tiền này tùy mỗi gia đình, có những cái gia đình người ta chuyển tiền tùy loại thế ha. Thì cái này là tụi em có thể hỗ trợ. Có những người người ta chuyển tiền rất là ít, tại vì người ta chuyển tiền qua việc du học của con người ta thì nó phí nó khoảng 0.2% thôi, nhưng mà cũng có những người không có lợi thế đó thì chi phí nó từ 1-3%. Đó là việc chuyển tiền này. Còn một cái phí nữa là phí mở iTeam, cái này là chắc chị Thanh là cũng trải qua rồi này. Là iTeam đó là dành cho những cái nhà đầu tư quốc tế còn chưa có mã số an sinh xã hội tại Mỹ, thì chúng ta sẽ mở cái mã số cá nhân, mã số thuế cá nhân gọi là iTeam. Thì cái chi phí này là $500, chúng ta xài được cả đời. Rồi, một cái khoản phí nữa khi mà chúng ta đầu tư vào mô hình khu căn hộ này đó là phí khai thuế hàng năm. Thì hàng năm thì chúng ta có các cái CPA là những cái kế toán cá nhân tư vấn, phí là khoảng $300 một năm. Và phí quản lý đầu tư US Home, mỗi một cái hạng mục đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ có cái khoản phí là $50 triệu. $50 triệu này quản lý từ khi nào mà từ lúc đầu tư cho đến khi mà nhận tiền đầu tư thì đâu đấy nhá.
vài năm đó, mấy năm đó, để cho một số đầu tư đó. Ok, cái này hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta khi nào mà chúng ta có khách hàng á mình tư vấn được á, thì em sẽ hỗ trợ để cho chúng ta sẽ hiểu trong cái lúc mà chúng ta tư vấn. Em ví dụ như mà có khách hàng á thì không có nhóm, giống như là một mình chị xong rồi chị cần em hỗ trợ là có tính nhóm không? Dạ cũng có nhóm đấy chị. À, dạ rồi, tính chị giúp ngày á. Đúng rồi. Dạ. Khi mà chị làm khoảng một điều, hai điều mà nó cứng cáp rồi, chị có thể chọn bất kỳ ai mình làm chung với nhau. Mình tạo ra đội nhóm của mình. Dạ. Chị thấy ví dụ như là chị cần em đi gặp khách hàng với chị thì em sẽ hỗ trợ chị. Hoặc là trong cái lúc để mà mình giấy tờ, mình biết làm sao mà một team có thể chốt được deal thì mình sẽ chia cái hoa hồng đó với chị nhé. Còn đối với cái sản phẩm EVify thì khác. EVify thì cũng có cái 5.000 đô cho một hợp đồng, thì cũng chia theo team. Tự như là chị Hương đi, chị chọn làm với chị Thanh đi, thì cái khoản đó là có thể là các chị tự chia nhau, có sự hỗ trợ của em. Ok. Giữa cái group group với lại cái mua nhà thì hai cái nó cái được cái nào được hơn và cái nào thì cái nào tốt hơn, mỗi cái có một cái khác nhau. Ví dụ mua nhà thì là mình đứng tên chủ sở hữu, có quyền lên bán bất kể lúc nào. Cái bên đây là group group thì mình phải tìm một người trong đêm đâu quá hay tập đi đâu thì sao. Ví dụ như chẳng hạn như là so sánh giữa hai cái mô hình là mua nhà cho thuê với đầu tư vào khu căn hộ này chung sở hữu, thì mỗi cái nó có những cái ưu điểm riêng. Ví dụ như là nếu mà mua nhà cho thuê thì chị phải vận hành, hoặc là nếu mà chị không có vận hành thì chị thuê một cái đơn vị quản lý ha, thì chị vẫn phải giao dịch với người ta. Có những cái vấn đề gì hàng tháng người ta cũng chẳng hạn như là sao kê tiền nhà ha, hoặc là chị yêu cầu nó có cái vấn đề gì đó với cái người để ở chẳng hạn, chị cũng họ đại diện cho chị giải quyết, nhưng mà họ vẫn phải xin ý kiến chị. Thì như vậy là chị vẫn phải involve vào hàng tháng đó. Thì mặc dù là đối với cái kênh đầu tư cho thuê nhà là chị có thu nhập hàng tháng, nhưng mà ví dụ như là chẳng hạn như chị muốn thoái vốn, chị muốn rút một phần vốn thì chị phải bán hẳn cái căn nhà đó đi. Còn đối với mô hình khu căn hộ này á, thì đến hầu như đến cuối năm thứ hai là mình đã rút vốn được về gần hết rồi, hoặc thậm chí là có những cái dự án mà bán rất là nhanh, đây là vốn quay vòng rất là nhanh, mình không có bị trôn vốn ở đó, và mình cũng có được cái đơn vị quản lý là những cái người như Western Well họ chuyên nghiệp rồi, họ xử lý cho mình. Có dự án nào có góp vốn này cho nó 5 năm không? Hiện nay thì cũng có một số thôi, ít lắm, hầu hết là toàn là trên đó thôi. Nhưng cái dự án mà của cô ấy ngày xưa 2011-2012 thì cũng có. Còn lại là những cái dự án mà sau này thì chủ yếu là trung bình là 30 tháng, sở hữu là 30 tháng. Rồi, như vậy thì cái ưu điểm khi mà chúng ta đầu tư vào khởi nghiệp này á, thứ nhất là đầu tư thụ động, là chúng ta cũng không cần phải tham gia trực tiếp vào để việc quản lý ha. Anh chị nào mà siêng thì chúng ta có thể đọc các báo cáo tài chính họ gửi đi. Và thứ hai nữa là dòng tiền rất là ổn định, thụ vào cái mua lại cái khu căn hộ đó là cuối năm sau là đã có thu nhập rồi, tại vì cái dự án đấy là hiện hữu chứ không cần phải có cái thời gian xây dựng gì cả. Và lợi thế về thuế thì đối với mô hình khu căn hộ này chúng ta không có phải đóng thuế cái thu nhập doanh nghiệp mà chỉ đóng thuế thu nhập cá nhân thôi. Đây là kiểu đây là cái hình thức hợp danh, tức là các những cái người cùng các cái chủ đầu tư những cái người đầu tư ấy cùng nhau góp vốn để thành lập ra công ty, cho nên là sẽ không có phải đóng thuế về thu nhập doanh nghiệp mà chỉ đóng thuế về lợi tức sau khi mà anh chị thu được cái lợi nhuận từ dự án thôi. Và tính thanh khoản cao, không có rủi ro về xây dựng, và chúng ta có thể sử dụng được cái nguồn lực từ phía các cái đối tác của chúng ta như là Western Well, và chúng ta không cần phải tham gia trực tiếp vào các cái dự án này. Ok.
Và hiện nay thì US Home và Imica cũng đã hỗ trợ cho hơn 200 nhà đầu tư tham gia và hơn 20 các cái dự án khác nhau rồi. Rồi, vậy thì em sẽ đi vào một số các cái câu hỏi mà chúng ta thường gặp ha. Và chúng ta sẽ trao đổi thêm về cái ai có câu hỏi nào thì em sẽ hỗ trợ luôn ha. Thứ nhất là số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu? Là có ai trả lời được câu hỏi này không ạ? Ai trả lời được thì comment giúp em nha. Bình thường thì một cái khoản đầu tư tối thiểu là 150.000 đô và tối đa là chính bằng cái số tiền mà chúng ta huy động, ví dụ như là dự án vừa rồi là 24.3 triệu đô chẳng hạn. Nếu như anh chị nào mà có nhu cầu có những cái số tiền ở dưới 150.000 đô thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ được khách hàng, thì lúc đó các anh chị có thể báo với lại các anh chị mentor để mà có thể liên hệ với lại đối tác để họ có được cái sự chấp thuận đối với những cái trường hợp đặc biệt. 50.000 đô vẫn được anh Bình ha, đúng rồi, 50.000 đô vẫn được. Rồi số tiền đầu tư có cần phải chứng minh giống như refi không các anh chị? Không. Không ha, chị Thanh đã trả lời đấy, không có phải chứng minh. Ok, tiền đầu tư thì chúng ta không cần phải chứng minh giống như là refi. Sẽ có những loại thuế gì khi đầu tư vào Western Wealth Capital? Thuế thu nhập cá nhân. Ở đây thì đơn giản lắm, chỉ có thuế thu nhập cá nhân thôi, chị Thanh trả lời đúng rồi. Thì mình cứ khai thuế 300, mình có cái dịch vụ đấy, có bên US Home sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư để khai thuế, dịch vụ là 300 đô một năm. Mình sẽ khai thuế thường là vào đầu năm, quý 1, trước ngày 15 tháng 4 hàng năm. Chị Thanh vẫn chưa khai thuế xong à? Chưa khai hả? Vậy thì chị nên tại vì khai đi. Chị hỏi nói là tưởng đâu là đi á, có là qua có thể xong gì để chuyển qua cho nó đơn giản, bỏ cái làm cái IT mất thời gian. Họ vẫn lưu hồ sơ cho mình được, họ vẫn lưu. Thông thường á, là 15 tháng 4 hàng năm và gia hạn được đến tháng 10. Thì nếu như trong trường hợp của các anh chị mà chưa có được thì có CPA người ta hỗ trợ. Chị có thể nói chuyện thêm với anh Tuấn Lãi. Dạ. Tại vì mình đấy là cái tiền đó là cái tiền người ta đã giữ cho mình rồi, để cho cái loại nó thực hiện đúng nhiều hơn là mình đóng thuế nữa đó, nhiều hơn là mình đóng thuế, người ta giữ 10% cái lợi nhuận của chị đó. Ok, 10% là mỗi năm hay là 10% là tới phần nào mình lấy? Dạ không, cái này là tiền sau khi bán dự án. À là họ vẫn tính rồi. Không có, tôi nghĩ là họ chỉ giữ thì làm đóng thuế họ trả. Ví dụ 2-3 năm mình đóng thuế, họ có tính lên 10-10 Ok, ở đây có một cái câu là sau khi tái cấp vốn thì thu nhập hàng năm từ việc cho thuê còn nữa không? Khi nào thì mới hết nhận tiền lãi từ cho thuê? Ai có thể trả lời được câu hỏi này ạ? Sau khi mà vốn đã về lại cho mình rồi á, thì thu nhập hàng năm từ việc cho thuê có còn nữa hay không ạ? Mình vẫn muốn là chủ động
đúng rồi, có nghĩa là mình sẽ vẫn được nhận cái lợi nhuận từ việc cho thuê bình thường cho đến khi nào mà dự án bán đi thì mình sẽ không ghi nhận từ việc cho thuê nữa, được không ạ? Ha? Ở đây là các anh chị lưu ý là cái lợi nhuận từ việc cho thuê là chúng ta sẽ nhận hàng năm nha anh chị ha. Dạ, hàng năm. Đó, các anh chị thấy không? Cái dòng màu đỏ là cái lợi nhuận từ việc cho thuê đó. Mặc dù là đã hoàn vốn 50% vào cuối năm thứ 2, đầu năm thứ 3 rồi đó anh Bình. Thì chúng ta vẫn, đây là cái ưu điểm của cái kênh đầu tư này. À, mặc dù là tiền vốn đã về rồi, nhưng mà chúng ta vẫn nhận được cái khoản tiền đầu tư, nhận được cái khoản tiền chủ yếu cho thuê cho đến khi nào mà dự án bán đi. Và đặc biệt là chúng ta vẫn giữ được cái cổ phần, tức là cái tỷ lệ cổ phần ban đầu sau khi mà đã hoàn vốn rồi thì vẫn cứ nhận được cái tỷ lệ lợi nhuận từ việc cho thuê theo cái tỷ lệ vốn góp ban đầu của mình. Ok. Rồi. Khi mà đầu tư thì chúng ta sẽ chỉ có đóng cái thuế thu nhập cá nhân thôi nha anh chị, chúng ta không cần phải đóng thu nhập từ việc doanh nghiệp. Thì ở đây là mỗi một nhà đầu tư thì có những cái thu nhập, khoản thu nhập khác nhau, cho nên chúng ta cũng không thể nói chính xác là anh chị phải đóng bao nhiêu phần trăm thuế cả. Bởi vì là mỗi một khách nhà đầu tư người ta có nhiều cái khoản đầu tư tại Mỹ chẳng hạn, cho nên là theo cái bar em thuế thôi. Rủi ro khi đầu tư là gì? Các anh chị thử hình dung ra nếu như là khi đầu tư vào cái dự án này thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp là xảy ra nào? Động đất, động đất, thiên tai, đúng không? Cháy nổ, cháy nổ, hỏa hoạn á. Thì những cái này thì theo anh chị thì người ta có bảo hiểm không ta? Có bảo hiểm, đúng không ạ? Cái này là cái mà gọi là tiên quyết à. Ở Mỹ thì họ sẽ mua rất là nhiều các loại bảo hiểm, bảo hiểm cháy nổ này, bảo hiểm rủi ro, thậm chí là có những cái bảo hiểm mà gọi là gián đoạn kinh doanh nữa. Ví dụ như là những cái dự án đó mà bị cháy đi, không có cho thuê được thì có thể là có những cái loại hình là bảo hiểm gián đoạn trong cái thời gian bị mất cái thu nhập của từ việc cho thuê đó, thì người ta cũng cover luôn cho những cái phần này. Những cái đó là bắt buộc hay là tự động mình? Cái đó là những cái bảo hiểm tự nguyện đó. Về cháy nổ là bắt buộc, nhưng mà về những cái những loại khác như là bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, mất cái thu nhập trong cái thời gian mà mình bị cháy nổ chẳng hạn, tai chẳng hạn, thì đó là những cái mà bảo hiểm thường, cái đó là ở Mỹ người ta rất là phổ biến. Anh chị hỏi này, ví dụ như mà mình đầu tư hai năm, đầu năm thứ ba là mình được tái phát vốn, vâng, thì trong cái thời gian là mình sắp sửa được tái phát vốn hay là mình tái phát vốn thì bao nhiêu lâu nữa mình làm để mình làm cái tờ khai thuế của mình nó bao lâu thì xong? Khai thuế nhé, khai thuế thì mình sẽ khai thuế hàng năm. Bắt đầu đầu tư vô là mình làm khai thuế luôn hả? Dạ, cuối năm thì mình sẽ khai thuế. Vâng, đúng rồi, mình sẽ khai thuế hàng năm theo đúng cái quy định của bên Mỹ. Và đến khi nào mà chị bán cái dự án, bán dự án, thì trong trường hợp nếu chị chưa có thẻ xanh, thì theo nguyên tắc của bên thuế Mỹ, thì các nhà đầu tư nước ngoài đều phải giữ, họ sở thuế họ sẽ giữ 10% cái lợi nhuận của chị, là còn 55%, đúng không? Họ sẽ giữ cái lợi nhuận của chị lại để mà chị phải đóng thuế xong thì họ sẽ hoàn tiền về cho chị. Có nghĩa là mình phải hoàn thành những nghĩa vụ đóng thuế. Cái tờ khai đó là bên dự án nó làm cho mình năm hay tự mình làm? Sẽ có cái đơn vị thuế của US Home hỗ trợ cho các anh chị thì mình chỉ trả phí thôi. Còn hàng năm thì rất là đơn giản, mình đóng 3%, mình đóng khai thuế bình thường thôi. Nhưng mà đến khi mà trong những cái năm đầu tiên ấy, khi mà mình đầu tư ấy, thì mình chưa cần phải đóng thuế đâu, nhưng mà mình sẽ khai thuế.
chưa phải đóng thuế ha. Khi nào mà bán cái dự án đấy đi thì các anh chị sẽ đóng thuế. Ví dụ mỗi cái dự án là mình khai thuế một lần, hay là mình khai thuế một lần là những cái dự án khác là mình khỏi khai mình... Không, mình phải khai hết tất cả các dự án. Em lấy ví dụ như họ cắt cho mình cái mã số thuế không? Đúng rồi, mình mở một cái mã số thuế ha, thì một cái mã số đó chỉ sử dụng cho các dự án ha. Thì bên phía CPA là cái bên về khai thuế cá nhân đó, thì anh ấy sẽ làm cho chị khai hết tất cả các cái thu nhập của chị, các cái khoản đầu tư của chị ở nước Mỹ ha. Ví dụ chị đầu tư vào 5 dự án thì anh ấy một form đó anh ấy điền cho chị 5 cái dự án đó. Anh ấy sẽ điền cho chị 5 cái thông tin của 5 cái dự án đó. Thì mỗi một cái dự án nó sẽ có cái thông tin riêng, thì anh ấy sẽ gom vào để anh ấy khai cho chị. Cũng như là cái toán của mình ở Việt Nam. Đúng rồi, dạ. Mình có một cái mã số thuế thu nhập cá nhân tại Mỹ, anh tin à, giống như vừa rồi em nói đó. Mà làm cái đó khó không? Nó là dễ, là làm khoảng chừng thủ tục khoảng chừng 2 tháng, phí là 500 đô. Thì mình dùng cái đó cả đời. Tức là mình không tự làm được, em không phải qua luật sư làm. Thuế, bên thuế chị. Thuế là tiền đó. Vâng. Anh hỏi về rủi ro nha. Các nhà đầu tư là những người góp vốn cổ phần vào cái dự án này. Vậy thì cái pháp nhân đứng ra là ai? Đứng trên pháp nhân. Về công ty Western Well, tức là cô LaPay và ông Janet LaPay sẽ đứng tên, sẽ là người chịu trách nhiệm để thành lập ra cái công ty. Công ty này ví dụ như người ta gọi tên là công ty thứ bao nhiêu đó, Western Well thứ bao nhiêu đó, thì cái công ty này sẽ là sở hữu owner của cái dự án đó ha. Công ty là người đứng ra sở hữu cái công ty, sở hữu cái dự án. Và cổ phần là các anh chị này này. Ví dụ mỗi họ phát hành ra 24,3 triệu đô cổ phần này hả? Thì mỗi một anh chị 100 ngàn thì nó tương đương với 1% này hả? Ví dụ vậy. Thì cái người đại diện pháp danh của cái công ty này sẽ là cái cô Janet ha? Đại diện pháp lý cho cái dự án này là cô đó. Nghĩa là mỗi một cái dự án là sẽ thành lập một cái công ty. Một công ty riêng, độc lập. Vậy thì nếu mà cái dự án đó, ví dụ có rủi ro xảy ra ở cái dự án đó thì nó không liên quan tới những cái dự án khác. Đúng rồi. Thì thứ nhất. Thì thứ hai nữa là ở là ví dụ như cái dự án nó hoạt động không có hiệu quả. Thì cái việc thanh toán cái những cái khoản vay cho ngân hàng nó sẽ bị ảnh hưởng, thì các nhà đầu tư có phải chịu trách nhiệm? Đối với trong trường hợp mà các nhà đầu tư sẽ không có bị ảnh hưởng về cái tính pháp lý ở trong này, người chịu trách nhiệm các cái vấn đề liên quan đến phía ngân hàng, tức là đứng ra để mà gọi là tín chấp với ngân hàng trong cái giai đoạn đầu tiên đó là điều hành manager là cô Janet là vậy. Còn các nhà đầu tư không có liên quan gì về các cái vấn đề pháp lý, tức là không có chịu trách nhiệm các cái vấn đề pháp lý liên quan đến cái dự án đó. Ví dụ dự án nó có bị vấn đề về pháp lý gì ở trong cái quá trình hoạt động đó, thì các nhà đầu tư là không có bị ảnh hưởng. Cái người manager là người bị chịu trách nhiệm. Đây là công ty, hình thức công ty hợp danh, và người quản lý chính của cái, tức là cái thành viên chủ chốt đó. Thành viên chủ chốt là người cao nhất của cái dự án đấy là Janet LaPay. Các anh chị là những cái thành viên hợp danh thôi, chứ không có phải là người mà chịu trách nhiệm trên các vấn đề pháp lý điều hành dự án. Chị hỏi là mình nói là mình đầu tư nó mình có cái lợi nhuận 100% nhưng mà do có dự án đó mà không có hiệu quả, thì như vậy á cái tỷ lệ lợi nhuận đó của nhà đầu tư có nghĩa là cái thứ tự ưu tiên để mà nhận cái lợi nhuận, phân bổ cái lợi nhuận đó là anh chị sẽ nhận được 100% cái tiền của mình trước. Sau khi phát sinh cái lợi nhuận rồi thì nó mới bắt đầu chia,
là 65% là của về các cái nhà đầu tư và 35% từ bên phía Western Wealth họ sẽ nhận cho bạn. Em quay lại cái phần bảng phân bổ lợi nhuận trước. Ở đây này, các anh chị xem nhé. Cái ví dụ như vào năm thứ 3, cái giá trị của cái bất động sản đó là 75,6 triệu đô và họ quyết định bán. Lúc đầu giá mua là 53 triệu đô ha. 53,4 triệu đô ha. Và đến năm thứ 3, cái giá trị mà nó được định giá là 75,6 triệu đô họ bán đi ha. Họ sẽ trừ này, trừ các cái khoản chi phí chuyển nhượng này, các cái chi phí chuyển nhượng này. Trả nợ ngân hàng 35,8 triệu đô. 75 trừ đi các cái khoản này đúng không? Và họ trả cả cái vốn góp ban đầu nữa đây. Đúng rồi. Trừ vốn đầu tư ban đầu 4,7 triệu đô. Cái khoản 4,7 triệu đô là cái khoản tiền mà đã trả tiền về cho các nhà đầu tư rồi này. À đây, đúng không ạ? 24,3 triệu đô là cái vốn đầu tư ban đầu là đã phải trả về cho các anh chị đủ rồi đó. Thì họ mới tính ra được cái lãi là 18,7 triệu đô. Cái lãi này thì 65% là về cho các nhà đầu tư. Anh chị lấy 65 nhân 18,7 thì có được phải ra 12,1 triệu đô không? Ha? Được chưa? Có nghĩa là họ đã phải trừ đi cái vốn góp ban đầu của các anh chị rồi thì mới ra cái lợi nhuận. Ra 18,7. 18,7 lúc này sẽ chia 65% là trả về cho các nhà đầu tư và 35% là trả cho quỹ. 65 là 12,1 đó, là các nhà đầu tư sẽ là được 12,1 triệu đô. Chia ra cho cái vốn góp ban đầu 24,3 là tương đương với 50% đó. Là chia 50 chia cho 3 thì được gần 17% một năm. 50 chia cho 3 là sau thứ 3. Sau năm thứ 3 này chị. Ok. Của cái tiền mà phí chuyển nhượng mà tới 693.000. Cái chuyện này là chuyện bình thường, cái giống như là cái phí môi giới chị. Môi giới đó, họ sẽ lấy cái phần giá mình bán được trừ đi giá ban đầu, họ nhân 5%. Em cái dòng tiền tích lũy là tích lũy cho công ty hả? Thành tiền tích lũy là cái tiền mà đã trả tiền về cho các anh chị rồi đó. Ủa nghĩa mà. Dòng tiền tích lũy. Dòng tiền tích lũy là các cái khoản tiền lợi nhuận đó, tầm 4,7% á. Không phải giống như chị nghĩ cái đó là giống như là cái quỹ của công ty đó. Không phải. Cái tiền đó là một phần đã trả về cho các anh chị rồi đó, 4,7 triệu đô đó. Đã trả về phân bổ về cho các anh chị là 11 mấy triệu đô đó. Ở đây á, là họ sẽ có những cái khoản chi phí mà Western Wealth họ sẽ được nhận nhé. Và những khoản mà là thù lao của họ đó, ngoài cái phần lợi nhuận ra. Ví dụ như là tiền 1% khi mà họ mua được cái dự án này là cũng là họ được ha. Dù như em lấy trên em về cái phần này. Không, cái 5% đấy là 5% chênh lệch thôi nha anh chị. 5% chênh lệch của cái giá mua lúc đầu với cái giá bán ra, chứ không phải 5% của cái giá bán ra. Còn anh trên là 1% cái giá mua. Đúng rồi. 1% của cái giá mua đó. Phí đối tác từ chi phí pháp lý. Nói chung là họ sẽ có những cái khoản thù lao đặc biệt của họ, đem sẽ share cho các anh chị. Mình hiểu rằng cái này rất là fair. Thế cái việc này là mình bảo ủa tại sao người ta lại phải được nhiều các cái khoản thù lao như vậy, nhưng mà thực tế là các anh chị cần phải hiểu là để có được những cái cơ hội như vậy nó không có dễ dàng. Em share cái này.
cái bảo cốt á, bảo cốt xe cái phần câu hát cho em đấy, để em share cái này. Đấy, cái thông tin của em đưa lên đó là con số dạ, con số thật luôn hả? Một dự án đã bán xong rồi hả? Hoàn vốn xong hết luôn rồi. Không, cái dự án này là dự án mới mà chị. Không có test. Nhưng mà như sao nó có đạt con số cụ thể cho mình? Phải có plan chứ chị. À, cho nó là chắc. Phải làm kế hoạch chị. Không phải là cái số thật đâu. Cái phần trăm của lợi nhuận chưa chắc nó là số đó. Đúng rồi. Vậy thì nó có thể là ví dụ như nó không có hiệu quả thì 100% thôi, nhưng mà chỉ có 10% thôi, nhưng mà chỉ có 10% thôi. Đúng rồi. Rồi, đây ví dụ như là một cái bảng kế hoạch kinh doanh đây. Rồi, mọi người có nhìn được không? Tá. M không, ok nha. Ở đây là họ có cả hơn 1.000 nhà đầu tư trung thành rồi, cho nên là cứ mỗi một dự án họ đưa ra là huy động rất là nhanh, trong vòng có khi trong vòng 10 ngày thôi là đã xong 50 triệu đô rồi. Cho nên là không phải mình có nhiều cơ hội để mà giao các cái dự án này hàng thường xuyên đâu nha. Ok, ví dụ như là cái dự án này thì họ bao giờ họ cũng sẽ có cái kế hoạch kinh doanh cho chúng ta, và cái file này sẽ được gửi cho các anh chị ha. Khi mà có dự án mới thì tụi em sẽ gửi ra cho các anh chị. Rồi, đây là hình ảnh của dự án này. Đây thông tin về Janet LaFay và Dave Steele, đây các cái giải thưởng của họ đây. Họ có hơn 1.000 các nhà đầu tư trung thành. Đây là các cái hình ảnh mà bên mình cũng tổ chức các cái tour để giúp cho khách hàng nhà đầu tư mà đi tham quan trực tiếp các cái dự án đó. Rồi, các anh chị hình dung ra cái này nó rất là nhanh. Ở cái mô hình này á, thì nó là mình hiểu cái mô hình và các cái dự án nó sẽ vận hành theo đúng cái mô hình đó. Đó, do vậy mà mình hiểu cái dự án, hiểu mô hình rồi thì mỗi một cái dự án ra thì mình chỉ có phân tích cái location của họ là chính thôi ha. Rồi đây ví dụ như các cái thông tin mà anh chị hỏi đó, trong trường hợp mà nó đây là những cái con số của gọi là những con số theo kế hoạch, vậy thì thực tế thì nó sẽ là như thế nào. Ví dụ nhá, 31 căn hộ đã bán này, thì thứ nhất là căn hộ Casa Maribela này 141%, lợi nhuận trung bình là 35% một năm, và số tháng sở hữu là 48 tháng là 4 năm đây chị ha. Dự án Setting Sun 60%, lợi nhuận trung bình là 43% và số tháng sở hữu 17 tháng thôi. Đó có nghĩa là họ vẫn cứ có một số dự án thì bán đi rất là nhanh, thì cũng có những cái dự án thì thời gian nó khoảng 4-5 năm ha, và trung bình là khoảng 30 năm thôi, 30 tháng thôi. Hoặc là những cái dự án đây có một số các cái dự án mà nó đạt được không như mong đợi đây, 11% một năm ha. Cho nên khi đầu tư vào mô hình căn hộ này á thì mình nên giải cái số tiền của mình ra. Mình, tại vì một năm thì họ ra khoảng gần chục cái dự án, thì mình bỏ tiền nhiều cái dự án. Chứ mình ví dụ như là mình thích quá cái mô hình này quá, nhưng mà mình cũng không nên bỏ 500 ngàn đô vào một dự án, trừ khi là mình nhiều tiền quá. Mình có thể là đầu tư là 100 ngàn một dự án này, 100 ngàn một dự án khác, ok. Và cái mô hình này cũng rất là tốt cho các bạn du học sinh nhé. Các bạn du học sinh con cái với bố mẹ đầu tư để cho tặng con cho có thêm cái thu nhập đấy ở Mỹ, tại Mỹ. Rồi đối với những cái dự án mà nó không đạt được như mong đợi thì rất là ít, ở đây chỉ có một dự án, hai dự án thôi nha anh chị. Có những cái dự án lên tới 69% đấy, rất là tốt.
là cao. Dạ. Đó, các chị có thể thấy đúng không ạ? Ở đây là em chỉ có thấy có một dự án là 15% một năm này. Alpharida 11% thôi, còn lại đều ở đây một dự án nữa Open Trade 11%. Nhưng mà thực tế cái 11 kể cả như vậy thì nó cũng rất là tốt so với cái lãi suất ngân hàng đúng không ạ? 11% một năm mà ở Mỹ đó. Ở Mỹ mà 11% là rất là tốt luôn. Chị cho hỏi sao mà chị mới đầu tư lần đầu tiên ở bên đó mà chị chọn được cái dự án tôi đi đâu à, dạ đúng rồi dạ. Có nghĩa là các cái dự án này thì hầu hết là bên phía Westwell á, là họ sẽ tập trung vào những cái thành phố mà phát triển, ví dụ như cái dự án mà năm vừa rồi rất là thành công thì chủ yếu là nằm ở Phoenix, Arizona và Texas. Còn một số các cái dự án của họ tại Atlanta, Georgia thì nó chưa thành công. Đúng rồi. Cho nên tùy theo khu vực. Ở đây là tư vấn kinh nghiệm. Dạ. Em khu vực là thành Sài Gòn như Hà Nội. Đúng rồi. Dạ. Thì mình có nhiều anh chị rất là dạy, nhiều anh chị còn hiểu biết về rất là nhiều. Các anh chị thấy cái dự án đấy location quá đẹp, các anh chị chọn luôn. Như ở Việt Nam thì người ta làm ở nước ngoài thì nó không. Thì bây giờ mình mới nhận với nhà US. Nhiều anh chị người ta cũng có cái kinh nghiệm với chị là. Dạ. Dạ. Nhưng mà ít nhất là chúng ta ở đây thì em chỉ có thấy khoảng chừng 3 trong số 31 dự án là nó chưa có đạt như theo cái kế hoạch, thì nó tỷ lệ tương đương khoảng 10%. Thì các anh chị xác định giúp em là mình sẽ đi nhiều dự án khi mà đầu tư vào các cái dự án này. Chia nhỏ ra. Không bỏ dòng tiền nào ra chứ. Thật bộ ra. Giống như chị Thiên Hà, chị Thiên Hương ở đây là mình có mấy cái khách sạn rồi đúng không? Thì giờ mình qua Mỹ mình làm thêm mấy cái dự án bên đó nữa. Mình phân nhỏ ra. Cái mình không có. Mốt Singapore đồ. Ví dụ như anh chị đang có kế hoạch đầu tư bỏ ra khoảng 500 ngàn đô để chuyển qua Mỹ đầu tư thì các anh chị đầu tư khoảng chừng 3-4 dự án là được. Thì kiểu gì cũng dính hết ạ, kiểu gì cũng như khách hàng của em năm vừa rồi ấy, có những cái dự án lên tới 9% một năm là đầu tư 100 ngàn và được 9 ngàn đô cái tiền lợi nhuận đó. Cái là cái đó là cái biết rằng cái lợi nhuận từ việc cho thuê là do tâm thế. Tức là cái đó là chưa bán, là nhận từ cho thuê đấy nhỉ? À, anh đang nói mua nhà, chứ không phải là góp vốn. Cái góp vốn này là nhận từ việc cho thuê đấy, còn thuê nhà thì nó không được cao như vậy đâu. Thuê nhà không được cao bằng góp vốn? Không cao được bạn. Tại vì tiền thuê thì nó thấp. Thuê thấp, rồi chi phí nhiều lắm, trễ thế kia. Quản lý á, trễ. Nhưng mà những cái này á, thì người ta có chứng không biết luôn. Đúng rồi. Nó sẽ có cái chi phí tiền nhà, tiền thuê nhà ở Mỹ chỉ 3-4% thôi, thì không cái nào giỏi thì 5%. À, nếu mà mình làm nhà đầu tư mình đứng tên đó rồi mà có cái trong tình trạng mà xấu chết lục tử hay gì thì cái tiền đó là sẽ đi về đâu? Cái người nào trong nhà sẽ là những người nhận? Cái này là theo cái của Việt Nam mình đó, theo cái di chúc cái người mà được thừa kế, cái quyền thừa kế là ai đó làm di chúc, ví dụ như được quỹ thì theo luật Việt Nam, theo luật Việt Nam thì ai là người thừa chị thì tụi em lúc đó là mình sẽ liên hệ với cả bên dự án để nhận cái khoản. Chị trong trường hợp ví dụ mà họ quyết định bán cái dự án đó thì ai là người định, ví dụ như là mình là cổ đông mình có quyền biểu quyết mà mình không bán. Thường á, thì những cái quyết định rất là những cái mà gọi là mang tính chất phải quyết định á, thì bên cô Janet với lại đây là người quyết định chính, bởi vì họ sẽ chịu trách nhiệm trên cái kế hoạch kinh doanh của mình và của họ đó. Lý do là có nhiều cái quyết định mà nó phải cần phải quyết định ngay chứ không có thể là mà chờ biểu quyết một cái số đông được. Và nhiều nhà đầu tư thì cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm để mà đánh giá cái cơ hội đó, cho nên là họ có nhiều kinh nghiệm hơn thì họ sẽ là người quyết định.
thường là họ quyết định nhanh lắm và họ sẽ thông báo, họ quyết định xong họ sẽ thông báo cho các nhà đầu tư. Có nghĩa là cổ đông mà không có quyền biểu quyết hay là gì luôn, có nghĩa là nếu không mà... có quyền biểu quyết trong một số các cái trường hợp, ví dụ như họ cảm họ thấy là có cái dấu hiệu về trục lợi không có minh bạch thì họ có quyền biểu quyết để mà phế truất cô Janet, cái người mà manager chính của cái dự án đó. Nếu mà chứng minh có thành phần họ và thấy có cái dấu hiệu về không có minh bạch và không có minh bạch về sổ sách ạ, họ thấy bất thường thì có thể được, vẫn có quyền biểu quyết quay xem họ biết được. Thì có nghĩa là nếu mà một lúc nào đó mà kêu bán dự án là mình chỉ có thể chấp nhận nhận tiền của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Thì hầu như là cái này á, nó sẽ không có phù hợp với những cái nhà đầu tư gọi là người ta muốn involve, người ta muốn tham gia vào cái business của người ta, thì lúc đó là mình sẽ giúp họ mua những tìm kiếm những cái khu căn hộ riêng để mà họ tự vận hành cái dự án đó của họ. Mình vẫn hỗ trợ tìm được các cái dự án đó được. Nhiều anh chị ở đây có nhiều vốn lớn á, người ta có vốn lớn 10 triệu đô, 20 triệu đô thì ta góp vào với nhau để người ta mua một cái khu căn hộ và người ta tự thuê người để vận hành được. Thì lúc đó thì mình sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách tìm các cái cơ hội như vậy. Còn đối với những anh chị mà gọi là cái vốn nó vừa phải đó, thì mình sẽ hướng khách hàng đầu tư vào cái khu căn hộ này. Hoặc là anh chị nào mà hưu trí đó, không có muốn mà phải đau đầu nhiều đó, thì đầu tư vào cái khu căn hộ này. Đây này chị Lan Thanh, nó sẽ có cái bản kế hoạch ha. Thứ nhất là nâng cấp máy giặt máy sấy bao nhiêu căn hộ này, thì thu nhập sẽ được bao nhiêu tiền và làm gia tăng giá trị bất động sản là bao nhiêu, là họ sẽ có cái thông tin đầy đủ cho mình ha, thông tin rõ ràng luôn. Rồi ví dụ như thu nhập, tổng thu nhập năm thứ nhất là 4,9 triệu đô này, chi phí ra 2,2 triệu thì thu nhập là được 2,6 triệu. Đó, ví dụ như vậy ha. Chắc vậy đó chị, phải có cái quỹ dự phòng. Rồi đó, ví dụ như là cái dự án này thì người ta cũng sẽ đưa ra đầy đủ các cái thông số, như là tổng số căn hộ là 372 căn lận đó, thì em chị thấy cái quy mô rất là lớn. Rồi giá mua trung bình của mỗi căn là 143.000, năm xây dựng là năm 1986, một phòng ngủ thì có 224 căn và hai phòng ngủ là 148. Chút xíu nữa em sẽ gửi cái thông tin này vào trong nhóm của mình ấy. Anh chị nào có khách quan tâm thì mình có thể tư vấn nha, tầm tư vấn được đó. Đây này thì mình sẽ phân tích vào cái location của cái dự án này. Thì đây là cả một cái khu dự án nó nằm như vậy này anh chị ha, nó rất là lớn, rất là rộng. Nó nằm ngay ở trong cái vị trí gần với cả sân bay Dallas Fort Worth, cách có 15 phút lái xe thôi. Và quanh đây thì có các cái nhà máy như Walmart này, Amazon này, bốn hub của Amazon ở đây hết, cái trạm trung chuyển của họ đó. Kellogg là khu vực đấy, đó là sản phẩm về thực phẩm đó. Mình hay ăn cái ngũ cốc Kellogg đó. Quanh đây thì hầu hết là khi mà mình phân tích về cái vị trí của dự án thì mình phân tích vào cái tiềm năng cho thuê và tiềm năng cái cơ hội cho thuê của cái dự án. Thực ra dự án này thì người ta đã ở gần hết rồi, chỉ có 2-3 phòng trống thôi. Mà 2-3 phòng trống không phải là trống ở vai lề bùn ngay nhá, tháng 2, tháng 3 mới có, chứng tỏ là cũng cái khu nước cái phòng đó. Đó. Còn hai ba phòng trống hả? Em lên trong web của nó nè. Dạ, mình có được trong web luôn chứ. Xong rồi xét nè. Dạ. Mình lên mình check được hết nè. Dạ, rất rõ ràng. Ví dụ anh chị vào đây nha. Xong rồi vào cái dự án, xong rồi anh chị sẽ check cái available ha. Okay.
phải xếp hết luôn cái ở nhau. Dạ không, hôm bữa là em vào luôn, các em xem luôn. Để không, em đi cần lock in. Chắc là người ta làm rất là bên cạnh. Hiện nay là họ có 3 cái phòng ở 3 đầu bồn. Để check xem cái ví dụ như đây thì có 2 cái phòng là đang ở 3 đầu bồn này anh chị ha. Nó có giá thuê là square feet là 50 square feet thì tương đương khoảng 45 mét vuông đó. Thì giá thuê là 926, 923 cho đến 1.000 đô available luôn. Okay. Ở đây nó có 3 cái phòng, một phòng ngủ, một phòng tắm là available. Đấy. Thì có một cái phòng là đến tháng 3 mới có thể booking được. Okay. Như vậy là chỉ có 2 phòng trống thôi. Tháng 3 là hết hợp đồng. Đúng rồi. Có 2 phòng, hiện nay có 2 phòng trống thôi. Thế thì em check tiếp vào cái phần 2 phòng ngủ này. 2 phòng ngủ thì chỉ có 1 available thôi. 2 phòng ngủ thì khoảng gần 75 mét vuông đó. 75 mét vuông thì đến tháng 3 mới available. Vậy thì có 2 phòng trống không? Trên tổng số 372 phòng. Rất là hiệu quả. Thì ở, tại vì Texas là cái việc mà cho thuê người ta lượng công an việc làm của nó rất là nhiều, nó không có bị ảnh hưởng bởi Covid. Trên các báo cáo của năm vừa rồi á, những cái khách hàng của em á, những cái dự án mà bên phía Westinwell á, họ báo cáo á, thì chủ yếu là bị ảnh hưởng là ở thành phố Atlanta, Georgia. Khu đó là bị ảnh hưởng từ cái việc mà college cái tiền thuê đó là cũng gặp khó khăn. Nhưng mà những cái dự án khác ở Phoenix, cho nên là sau này á, trong năm vừa rồi thì em thấy là họ chỉ tập trung vào Phoenix thôi. Các cái dự án ở Phoenix là có này, với lại một trong năm vừa rồi thì có một dự án duy nhất là ở Dallas thôi. Ở Texas này không có dự án nữa. Okay. Rồi đây cái phần này nữa là cái phần này để cho các anh chị hiểu rõ hơn về cái chi phí ha, phí trả cho thành viên hợp danh chủ chốt. Hợp danh chủ chốt chính là cô Trần Lê Pay và Day Steel đó, là hợp danh chủ chốt đó. Thứ nhất là phí trả cho họ là những cái gì? Thứ nhất là phí mua lại 1% tổng chi phí mua lại tài sản được xác định khi mà đóng sổ, ví dụ như mua cái bất động sản đó trị giá 53,5 triệu đô đi thì cái phí của cô sẽ là 1%. Tại vì họ đem về cái cơ hội cho mình cái dự án, cái chi phí cho cái đội nhóm của họ đó. Phí quản lý tài sản, phí quản lý đây là cho những cái đơn vị mà quản lý nhé. Westinwell thì không, họ sẽ outsource bên ngoài, họ sẽ thuê những cái công ty quản lý cho những cái dự án của họ nha. Thì cái phí quản lý tài sản là 3% giá cho thuê hàng tháng, thì cái này cũng hợp lý. Thì thông thường ở bên ngoài là khoảng 8% hoặc là 5%. Cái phí quản lý tài sản này nó cũng rất là bình thường nha. Vì họ cũng không phải quản lý vận hành cho cái dự án đó nữa. Phí thiết lập tài sản 5.500 được trả khi đọc sổ. Phí thiết lập tài sản đây là giống như các cái chi phí để mà thành lập công ty nữa đó. Thiết lập tài sản. Phí đảm bảo thế chấp. Đấy, đảm bảo thế chấp 1% trên số tiền đảm bảo cho bất kỳ khoản vay mua lại cấp 4 hoặc tái cấp 4. Cái này là để mà lấy cái uy tín của cô đó ra để cô làm việc với ngân hàng đó. Làm thì có cái phần chi phí đây là cô ạ. Phí thanh lý tức là 5% phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua sau khi tài sản được thanh lý, vừa lúc nãy chị thấy có 5% đó.
và cái phần chia sẻ lợi nhuận 65%. Đó là cái những cái phần chi phí mà chúng ta sẽ trả cho Western Wealth. Rồi, theo tháp phân bổ ưu tiên này, bất kỳ khoản tiền phân bổ nếu có được công ty hợp danh thực hiện theo thứ tự sau. Thứ nhất là các thành viên hợp danh hữu hạn, tức là các anh chị đó, sẽ được trả vốn đầu tư ban đầu trước, tức là phải có được trả về 4,2 và 4,3 triệu đô cho các anh chị xong đã, rồi có lời thì mới chia. Các thành viên hợp danh hữu hạn, tức là các nhà đầu tư đó, sau đó sẽ được trả 65% lợi nhuận. Rồi bên phía hợp danh chủ chốt, tức là Janet LaFay, là được 35% lợi nhuận nếu có. Tức là phải thứ tự ưu tiên trả nợ trước, là phải hoàn vốn về cho các nhà đầu tư trước đủ đã, rồi bắt đầu mới chia 65% về cho các nhà đầu tư và 35% cho Western Wealth. Cho chị hỏi là ở cái dự án này, ở cái công ty này đó, là cái dự án nào của họ là cũng mua nâng cấp lên rồi cho thuê, đúng rồi, xong rồi bán, đúng rồi, nâng cấp lên cho thuê bán, đúng rồi. Vậy rồi hả, ví dụ như mà cái thời gian nó thuê nắng quá rồi đổi chủ sở hữu đồ đất ở bên đó thì nó có ảnh hưởng gì tới khách thuê không? Không, cái việc này nó không ảnh hưởng gì đến cái người thuê hết á. Nó chỉ có trong trường hợp ví dụ người ta cải tiến, người ta thay đổi giá thuê, thì cái việc đó là nó phụ thuộc vào cái người mà mình đã giao rồi thì mình không quan tâm nữa. Tại vì coi như là cái đó là mình xong cái giao dịch của mình rồi, mục tiêu của mình là vậy. Dạ, khi mua dự án là coi như là không chưa khách thuê hay lại đã có khách đã có khách thuê rồi chứ chị, khách over luôn, mình nhận tiếp quản luôn chị, mình chỉ cải tiến lại cái dự án đấy thôi. Phòng nào á mình nói là bây giờ tôi đưa máy giặt vô mà họ chịu thôi không làm tới phòng đó nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chứ mình không có áp dụng hết tất cả các cái phương pháp tăng cái thu nhập này. Trong là cả đúng hết. Rồi, đẹp. Đây là vì tham mình là làm sẵn, họ vô họ chọn cái này dán này được gì đó. Dạ. Con như nó đang vận hành rồi. Nó đang vận hành rồi cho nên vào đây mình cải tạo thì mình phải có cái cách, chứ không có không có lương. Họ sẽ làm theo cuốn chiếu nha chị nhé. Ví dụ như là họ cái kế hoạch của họ ở đây là sẽ cho em một chút. Kế hoạch ở đây là họ nâng cấp máy giặt máy sấy cho 244 hộ. Tương đương với 65% thôi, tại vì của họ là 372 căn hộ lần, thì không phải là cái căn hộ nào mà mình cũng áp dụng theo cái cách mà để mình tăng doanh thu nhá, tại vì nó ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng đến cái quyết định người ta có ở lại tiếp hay không. Đó, mình sẽ làm cái khảo sát, làm có những cái khu căn hộ mẫu này, tôi làm lắp đặt thêm máy giặt máy sấy rất là tiện cho anh chị, nếu mà đồng ý thì 50 đô thêm thu thêm cho mỗi tháng, còn nếu không thì mình sẽ không làm cái căn hộ đó nữa. Và ví dụ em lấy ví dụ như 244 căn hộ mình không có làm luôn trong một tháng, mà mình sẽ làm theo cuốn chiếu. Ví dụ như là kế hoạch là có thể là 6 tháng đầu tiên hoặc là trong một năm đầu tiên mình sẽ làm 50% số đó. Mình sẽ không có làm kiểu vào cái là làm hết sau cái bỏ ra chi phí như vậy. Mấy cái phí mình trả cho tôi ra đó là mấy phần trăm này, là vừa lấy từ trong đó lãi mình ra trừ trong đó. Trong cái phần thu nhập đặt đúng rồi. Nếu mình có lãi, cái gì mà lợi không có thì giờ lấy trừ vô vốn của mình. Không, có nghĩa là cái đó là từ chi phí đấy chị. Có nghĩa từ doanh thu đã. Rồi, các cái rủi ro ha. Mình đi qua một chút rủi ro đi nhanh rồi. Em sẽ kết thúc vào 4 giờ cuối cùng mình sẽ kết thúc. Thứ nhất là các cái loại rủi ro ha, cổ phần đầu tư không được chào bán rộng rãi. Hiện nay không có thị trường chào bán rộng rãi cho các cổ phần đầu tư. Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng cổ phần của mình với sự chấp thuận của đối tác chung và tuân thủ các luật quy định chứng khoán thi hành. Có nghĩa là khi mà chúng ta đầu tư á, thì chúng ta sẽ hạn chế cái việc chuyển nhượng qua người khác. Nếu mà có chuyển nhượng thì các anh chị sẽ chịu cái trách nhiệm về chi phí chuyển nhượng, thông thường là 2 đến 3 ngàn đô phí chuyển nhượng.
hoặc là anh chị sẽ tự tìm các cái người mà sẽ sẵn sàng nhận cái khoản chuyển nhượng của mình. Ví dụ như chị đầu tư 100 ngàn, chị muốn thoái vốn thì chị phải kiếm người khác vô và phải chịu trách nhiệm cái phần đó, chứ họ không có chịu trách nhiệm. Ok, cái rủi ro về tỷ lệ phục chống, tức là cái tỷ lệ mà cho thuê đấy, khả năng cho thuê, thì hoạt động kinh doanh của căn hộ phụ thuộc vào nguồn khách hàng thuê chất lượng. Việc thiếu hụt nguồn khách hàng thuê chất lượng do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế hoặc việc làm, điều này có thể làm tăng cái tỷ lệ chống phòng và giảm doanh thu từ việc cho thuê. Đó là cái lý do mà cái khi mà đầu tư vào khu căn hộ thì nó có cái rủi ro về việc cho thuê. Tuy nhiên thì các cái dự án mà họ lựa chọn thì sẽ tập trung vào các cái khu vực mà có lượng công an việc làm lớn và cái khu vực những cái thành phố mà thu hút dân di chuyển tới sinh sống. Được chưa? Các anh chị có thể để ý là họ sẽ không có làm ở các cái dự án ở California hay là New York. Những cái khu vực đó thì chi phí ăn ở rất là đắt đỏ, thuê một phòng vài ngàn đô chứ không có phải là 900 đến ngàn mốt được không? Thì họ sẽ tập trung vào những cái thành phố mà có cái khả năng công việc cao và họ phân tích rất là kỹ, thậm chí là họ ưu tiên vào những cái ngành nghề mà gọi là công nghệ thông tin ấy, để tránh cái việc bị ảnh hưởng như trong cái dịch Covid này chẳng hạn. Rồi lợi tức cũng không thể có guarantee ha, không có đảm bảo cho lợi và cho lợi nhuận, do vậy mà chúng ta sẽ để ý đến cái location của cái dự án và cũng như là cái quy tắc phân bổ đầu tư vào nhiều các cái dự án khác nhau, không có tập trung chiếm vào một rõ. Đây. Và lý do tại sao họ lại thu những cái khoản như vậy, bởi vì là cái người quản lý là Janet LaPay và Dave Steele, họ là người đứng tên trên hợp đồng vay ngân hàng và sẽ chịu trách nhiệm về chiến lược cũng như là xu hướng tài chính của khu căn hộ. Ok, em sẽ gửi cái file này cho mọi người ha. Nếu như anh chị nào mà đang có khách hàng thì mình cũng có thể giới thiệu cho khách hàng ha. Các anh chị lưu ý giúp em, đối với cái mô hình kênh đầu tư khu căn hộ là để lấy lợi nhuận ha, sinh lợi chứ không phải để lấy thẻ xanh. Không cần phải chứng minh nguồn tiền, số tiền đầu tư từ 100 ngàn đô trở lên cũng được, hoặc là dưới 100 ngàn nếu mà muốn thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ khách hàng. Ok. Và thời gian đầu tư là từ 3 cho đến 5 năm. Có thể là sớm hơn. Và đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư thụ động, không có tham gia trực tiếp vào cái việc quản lý dự án, nhưng mà chúng ta sẽ theo dõi cái việc chúng ta sẽ được nhận các cái báo cáo đầy đủ dưới nhiều hình thức. Thứ nhất là có các cái cổng thông tin của tức là mình có cái account riêng cho mình để mà mình nhận báo cáo. Thứ hai là US Home sẽ hỗ trợ cập nhật dự án. Và thứ ba là mình có những cái kênh như là họ có thể có kết nối họp các cái buổi meeting qua Zoom nữa cho các nhà đầu tư. Khi mà có thì mình sẽ báo cho họ ha. Như vậy thì cái sản phẩm này rất là dễ bán hơn cả cái nhà nữa. Nhà thì chúng ta nó phù hợp với đối tượng nào? Phù hợp với những cái người mà người ta đang chuẩn bị đi Mỹ sinh sống này. Họ cần phải có một cái nguồn thu nhập đã. Nguồn thu nhập. Cái khoản này thì sẽ nhận được vào thu nhập từ việc lợi nhuận việc cho thuê là vào tháng 11 hàng năm đấy anh chị. Rồi phân bổ cái hoàn vốn thì có thể là giữa năm. Và bán thì có thể bán kỳ bất kỳ khi nào trong năm. Được chưa? Bán thì mình nhận được tiền thôi. Thì nó phù hợp với những người mà đang chuẩn bị qua bên Mỹ sinh sống. Cho những cái người mà có con đi du học để có thêm cái thu nhập. Con cái nó có thể đứng riêng được, 18 tuổi trở lên là đứng riêng trên cái đơn này được. Ha, đứng trên ký trên hợp đồng được, góp vốn được ha. Và không có cần phải chứng minh tài chính gì hết, rất là dễ, đúng không? Đúng là không có liên quan đến gì bên phải. Và bên US Home thì sẽ có những cái đợt mà nếu như có cái dự án mới thì họ sẽ tổ chức qua Zoom hoặc là trực tiếp, thì khi đó tụi em sẽ báo cho các anh chị để các anh chị vào để nghe thêm các cái thông tin dự án để mà mình có thể giới thiệu cho khách hàng của mình. Rồi, bây giờ em sẽ gửi cho mọi người vào trong nhóm cái thông tin đó nha. Em cho chị hỏi. Dạ. Giống như là
không? Vâng, chị thấy hình như là có liên quan tới bên Canada giống như là chị Abby Dương ấy hả? À, chị Abby Dương đang ở Canada. À, cô Sanicler Bay cũng là doanh nhân người Canada, cũng công ty Western World Capital là base là trụ sở chính ở Canada, nhưng mà họ vẫn thành lập phát danh ở Mỹ được bình thường ha. Nhưng mà những cái sản phẩm của họ là chỉ ở Mỹ thôi, đúng rồi, Mỹ chứ không có mình Canada. Canada chị muốn mua gì Canada? Họ có làm gì liên quan bên Canada không? Hiện nay thì chưa có dự án bên Canada, nhưng mà nếu mà anh chị nào mà có khách muốn mua nhà mua cửa thì chúng ta cũng có thể mua hỗ trợ khách hàng được ha, ở Canada. Tại vì chị Cam Thị Dương, quên, chị Abby Dương cũng là realtor ở Canada. Dạ. Chị Abby Dương đang ở quên mất tên rồi, Vancouver. Ok, mọi người ở trong này. À, em biết là cái này nó hơi khó một chút. À, nhưng mà chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ gấm ha. Chúng ta nắm cái basic thôi, nắm cái cơ bản giúp em thôi ha. Từ cái việc là đầu tư với số tiền là bao nhiêu, đầu tư thì chúng ta có vai trò như thế nào, trong khoản đầu tư lợi nhuận của chúng ta nhận được là bao nhiêu, 18-20% một năm ha. Tùy dự án và cái hình thức đầu thời gian đầu tư thì từ 3-5 năm thôi ha. Hoàn vốn thì nhận được lợi nhuận hàng năm, và đến năm cuối năm thứ hai đầu năm thứ ba thì chúng ta đã nhận được một phần hoàn vốn rồi ha, và chúng ta nhận được cái khoản tiền lợi nhuận sau khi bán ha. Ok, hy vọng là mọi người đã có cái thông tin, là nhà cũng khuyến khích các anh chị nếu như các anh chị nhận được cái giá trị nào trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta có thể làm một cái video để chia sẻ về cái mô hình, để lan tỏa, chia sẻ về cái mô hình khu căn hộ này để chúng ta lan tỏa, và cũng là một cách để chúng ta tập vượt với khách hàng. Thì cái PPT thì cũng đã gửi qua cho mọi người rồi, và có cái nhà vừa gửi cho các anh chị cái bản kế hoạch kinh doanh cho một cái dự án Somerset nhà vừa hỗ trợ đó, thì các anh chị có thể đọc tham khảo thêm và bắt đầu mình có thể giới thiệu cho khách hàng. Rồi, xin cảm ơn các anh chị một lần nữa nha.